chương 4200, phá giáp, trận pháp, lang hàn kịp phản ứng trước tiên, thải cầu này bị trận pháp bảo hộ, nếu như dùng bạo lực cầm lên thì kết quả duy nhất chính là thải cầu sẽ nổ tung, tương đương phí công một hồi. Hắn nhìn quanh một chút, nhìn thấy phía dưới thải cầu có mấy đạo hoa văn đang phát sáng, lúc này trong đầu hắn xuất hiện trận văn tương ứng. Đây là một trận pháp rất đơn giản, dù không phải trận sư cũng có thể dễ dàng phá giải, bởi vì lưu lại quá nhiều lỗ thủng. Trên thực tế trận pháp này cần người phá, mục đích chỉ làm chậm một chút thời gian mà thôi, làm cho người khác đuổi kịp và phát động công kích. Lăng Hàn lại có thể dễ dàng phá giải trận pháp như thế. Phải biết hắn đã bước vào cánh cửa trận sư, thậm chí có thể rời bước thành trận, muốn phá giải loại trận pháp trẻ con như vậy còn không phải quá đơn giản. Hắn chỉ đưa tay vẽ một cái, ánh sáng trận pháp nhạt dần và từ từ cải biến xu thế thiên địa. Lăng Hàn lại cách không cầm lên, xeo, thải cầu tự động bay lên và rơi vào trong tay hắn. Động tác này rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt cũng không mất quá mấy giây nếu như lang hàn nguyện ý hắn có thể xông trở về và bảo đảm không ai có thể ngăn cản nhưng hắn nghĩ tới đàm chính kiệt không chịu tiếp nhận giáo huấn vậy hôm nay cứ cho hắn bài học a à, liễu huân vũ và hai chú đỉnh khác ồ lên đầy ngạc nhiên có thể phá giải trận pháp trên thải cầu thật sự quá đơn giản ai cũng có thể làm được nhưng đưa tay vẽ một cái và phá giải trận pháp thì quá không tầm thường trừ phi lang hàn là một trận sư làm sao có thể chứ hắn không phải là thiên tài đan đạo sao? Chẳng lẽ hắn yêu nghiệt tới mức có thể ăn sạch trận pháp, đan thuật hai đạo? Đúng lúc này đám người đàm chính kiệt đã giết tới gần. Lăng hàn tay phải cầm thải cầu và thả về phía sau, một mình đối mặt 19 đối thủ khí thế hung hãn. Đàm chính kiệt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong kế hoạch của hắn là 19 tiểu đồng bọn liên thủ cùng nhau vây đánh lăng hàn, nhưng lăng hàn không có cầm thải cầu, 10 người bọn họ đi đánh một không có thải cầu sẽ quá mức rõ ràng. Hiện tại tốt rồi, Lăng Hàn lấy được thải cầu, bọn họ có vây công cũng hợp tình hợp lý, khác biệt ở chỗ lần này vây công cướp thải cầu, hiện tại nha, đương nhiên là nhằm vào bản thân Lăng Hàn. Giết, đàm chính kiệt hét lớn một tiếng, dẫn đầu giết tới. Lăng Hàn lắc đầu, còn không có học ngoan, thật sự là ngu xuẩn. Hiu hiu hiu, những người khác cũng phát động công kích, toàn bộ đều tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn bình thản tự nhiên không sợ hãi, hắn có mấy loại biện pháp trong nháy mắt miểu sát 19 người này, nhưng vì có lo nghĩ hắn tạo ra màn sáng tinh thần, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Đàm Chính Kiệt và triển khai phản kích. Hắn áp chế lực lượng, biểu hiện dễ dàng nghiền ép Đàm Chính Kiệt. Banh banh bang, hơn 10 đạo công kích đánh lên màn sáng tinh thần nhưng căn bản không thể phá nổi màn sáng, mà Lăng Hàn phản kích lại làm Đàm Chính Kiệt gánh không được, hắn không ngừng lui về phía sau và cực kỳ chật vật. Đàm Chính Kiệt buồn bực gần chết, vì cái gì chỉ nhắm vào hắn chứ? Hắn miễn cưỡng chống đỡ nhưng căn bản không chịu nổi Lăng Hàn công kích, một quyền một trưởng không ngừng đánh lên người hắn, làm hắn đau đớn không nhỏ. Thú vị, triệu tiếu từ tốn nói một câu, ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, lăng hàn thả ra màn sáng là công pháp hay là bí bảo. Nếu như là bí bảo, nó sẽ là cấp bậc gì? Pháp khí nhất tinh, đương nhiên hắn sẽ không để ở trong lòng, nó đã không thích hợp với hắn, nhưng nếu như là pháp khí cao cấp hơn nhị tinh, hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu là công pháp, hắn sẽ dùng thủ đoạn chiếm tới tay, tự thân cường đại vượt qua ngoại vật ví dụ như đẳng cấp chiến trong tinh võng, đều không thể dựa vào bảo vật, cho dù tay cầm đế binh cũng vô dụng. Ha ha, Hàn Băng cũng cười vui vẻ, ý nghĩ của hắn cũng không khác gì triệu tiếu. Cho dù Liễu Huân Vũ cũng hết sức kinh ngạc, nàng chỉ cho rằng Lăng Hàn là đan sư thiên tài có thể luyện chế hóa cơ đan, phương diện võ đạo không yếu, có thể áp chế đảm chính kiệt đã chứng minh việc này. Nhưng sau khi nhìn thấy màn sáng tinh thần của Lăng Hàn thì nàng chấn kinh, dường như gia hỏa này nắm giữ công pháp rất châu bò, trong nội tâm nàng cười lạnh, đã tiến vào giáp nguyên phủ, vậy thì đồng nghĩa rơi vào trong tay nàng, sẽ trốn không thoát. Âm âm âm, công kích hóa thành ánh sáng không ngừng đánh lên màn sáng tinh thần, nhưng màn sáng mặc dù lung lay sắp đổ nhưng vẫn không bị phá vỡ, từ đó người ta cảm khái màn sáng thật ương ngạnh. Đám người vây công cũng bó tay, chỉ cảm thấy lăng hàn giống như xác rùa đen, hắn bị vây công thế nào cũng không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Đàm chính kiệt càng khổ không thể tả, người khác chỉ không thể đánh tan phòng ngự của lăng hàn, bọn họ chỉ cảm thấy phiền muộn mà thôi nhưng hắn đang bị lăng hàn đánh một quyền một trưởng đánh vào người đau đớn thấu tim gan hắn cuối cùng không gánh được nên xoay người bỏ chạy hắn đánh không lại còn không thể bỏ chạy hay sao muốn chạy lăng hàn cười ha ha hắn xông lên phía trước hắn muốn đánh ra hỏa này tơi bời mặc dù hắn chỉ là vận dụng tay phải nhưng tốc độ công kích nhanh hơn người khác dùng hai tay mỗi một quyền đều đánh vào thân thể đàm chính kiệt lại thấy tấm vải tung bay quần áo của đàm chính kiệt bị lăng hàn đánh nổ cái này gọi là phá giáp lăng hàn cười nói phá giáp mọi người nghe xong đều là biểu lộ cổ quái phá giáp phá giáp không phải là phá vỡ phòng ngự của đối thủ tỉ như khôi giáp chiến giáp hộ thể hay sao người đánh vỡ quần áo của người ta cũng là phá giáp a à, đàm chính kiệt xấu hổ kêu thảm thiết hắn lại bị lăng hàn đánh lõa thể trước mặt mọi người việc này nhục nhã cỡ nào chật 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 có người đảo nhìn qua háng của hắn và giật mình thật lớn lăng hàn cũng cảm thấy cay con mắt hắn giơ chân đá vào mông của đàm chính kiệt, đá đối phương nằm dưới xa trường. Hắn quay đầu nhìn đám người, vừa rồi ai đánh ta hung nhất, tất cả mọi người hoảng sợ, gia hỏa này đã tức giận rồi, hắn đánh nát quần áo của đàm chính kiệt, lại sỉ nhục đối thủ, hiện tại để mắt tới bọn họ, ai gánh vác được. Hắn là một con quái vật đấy, bị ánh mắt lăng hàn nhìn chằm chằm vào, người nào cũng sợ hãi, vạn nhất bị lăng hàn để mắt tới, bọn họ sẽ rất thảm. Ngươi là hỗn đản, đã lấy được thải cầu còn không mau chóng rời đi. Ngươi, lang Hàn chỉ vào một người. Không không không, không phải ta. Người sợ hãi tái mặt, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Ta không tranh giành còn không được sao. Nghĩ hay lắm, lang Hàn đuổi kịp và đánh đối phương. Sau khi hắn đánh thoải mái, hắn lại nhìn đám người chung quanh, đám người kia sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Người đau thương bất nhập, da dày như trâu, ta đánh như thế nào? Bọn họ không nói hai lời, tập thể quay đầu bỏ chạy. lang Hàn đuổi kịp một người, sau đó một đánh một, nhưng những người khác đã chạy sạch sẽ. Hắc hắc, các ngươi quá ngây thơ rồi, Lam Hàn bóp nát thải cầu, dựa theo quy tắc sẽ tiến hành đấu lại, còn em ngươi, tất cả mọi người tan vỡ. Chương 4201, một ngày tự do. Vào lúc này nội tâm mọi người tan vỡ, ngươi cũng quá hung ác rồi, ngươi còn chưa đánh đã nên cố ý bóp nát thải cầu, trận đấu bắt đầu từ đầu. Khốn kiếp, tâm tư quá đen, nhưng quy tắc chính là quy tắc, thải cầu phát nổ, trận đấu bắt đầu lại mọi người giống như ăn giải thối sắc mặt khó coi đến cực hạn cho dù là ba người liếu huân vũ cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái người thắng trận lại bóp nát thải cầu quái sự như thế chỉ mới diễn ra vào hôm nay đến làm lại đi giải thi đấu đoạt màu bắt đầu từ đầu nhưng cũng không ai lên vào xa trường ai muốn bị đánh ngu ngốc sao lang hàn chắp tay sau lưng đi tới trước dáng vẻ hết sức kéo cừu hận hắn đang trào phúng đối thủ nhưng đối thủ hận đến nghiến răng thì như thế nào có thể đánh thắng Lăng Hàn hay sao? Ai, vô địch thật tịch mịch, Lăng Hàn lắc đầu, đi tới giữa xa trường, cầm thải cầu sau đó ung dung quay về. Mọi người tức giận không nhỏ, nhất là đàm chính kiệt, lần này hắn bị đánh no đòn, thù hận tăng cao. Một bước hai bước, mặc dù Lăng Hàn đi chậm rãi nhưng xa trường lớn như vậy, hắn đi mấy phút đồng hồ mới đi ra. Người thắng trận, Lăng Hàn, kết quả này giống lần trước, nhưng lại tổ chức một lần và làm tất cả mọi người hận đến nghiến răng, muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Hàn chúc mừng Lăng Hàn Thu được thắng lợi giải thi đấu lần này. Liễu Huân Vũ vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn Lăng Hàn đầy thâm ý. Lăng Hàn cười cười nhìn đám người chung quanh, cảm ơn các vị nhường cho. Nhưng con em gái người đấy, nếu có thể đánh thắng ngươi, chúng ta khẳng định sẽ lột ra rút gân ngươi. Tâm tình mọi người vốn không tốt, thấy Lăng Hàn đang chào phúng bọn họ, đám người tức giận, cảm thấy vì sao trên đời này lại có người độc mồm độc miệng như thế. Lăng Hàn quay người, hắn nói với Liễu Huân Vũ, đội trưởng, ta lúc nào có thể đi ra ngoài. Ngày mai, Lăng Hàn gật gật đầu, nghênh ngang rời đi. Ha ha, người này rất cứng đầu. Triệu Tiếu đi tới, nhìn bóng lưng Lăng Hàn, rất kiệt ngạo bất tuần. Hàn băng cũng nói, Liễu Huân vũ tươi cười tràn đầy tự tin, ta sẽ làm hắn ngoan ngoãn làm việc. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Triệu Tiếu cùng Hàn băng đồng thời lộ ra vẻ ghen tuông, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Huân vũ, đó là chút cơ cảnh nho nhỏ, cho hắn chút màu sắc thì hắn sẽ nghe lời. Triệu Tiếu nhịn không được nói. Đúng đấy, nơi này thực tế là một nhà giam, miễn không đánh chết người, ai sẽ để ý một hạt nhân nước khác. Hàn băng cũng gật đầu, nói, nên do ta tới trước đi. Liễu Huân Vũ lắc đầu, hái dưa xanh không ngọt, tên kia là thiên tài đan đạo, khẳng định kiêu căng khinh người, người càng bước bách hắn, trong lòng của hắn khẳng định sẽ mâu thuẫn, làm sao làm việc nghiêm túc. Thế nhưng mà, Hàn băng còn muốn khuyên, trong lòng ta biết rõ, Liễu Huân Vũ thản nhiên nói hàn băng cùng triệu tiếu không nói gì thêm nhưng biểu lộ trên mặt đều có hận ý cũng không biết bọn họ có hận lăng hàn hay không một đêm qua đi lăng hàn cảm thấy hưng phấn nho nhỏ mặc dù tiến vào giáp nguyên phủ chưa được mấy ngày nhưng đây là ngồi tù cho nên làm hắn có cảm giác đè nén một đêm trôi qua sau khi lăng hàn tu luyện xong liền đi tới cửa chính lần này hộ vệ không ngăn cản hắn mà chỉ nói phải trở về trước nửa đêm nếu không chúng ta sẽ báo lên tông nhân phủ đưa ngươi vào danh sách đào phạm truy nã. Lăng Hàn gật gật đầu, đây là chế độ điều lệ, hắn cũng không có ý so đo với tiểu nhân vật, nhanh chân rời khỏi giáp nguyên phủ. Rời khỏi tường cao, tâm tình Lăng Hàn lại được thả lòng. Thời gian ngắn ngủi, mục tiêu của Lăng Hàn rất sáng tỏ, hắn không có đi gặp đám người nữ hoàng, mà là đi thẳng tới thánh dược đường. Đây là thánh địa đan đạo của Nguyệt Hoa Tinh, hội tụ toàn bộ đan sư cao giai, mà đại trưởng lão thánh dược đường tam dược lão nhân càng có tước vị ngự long của thanh long hoàng triều, chính là công tước nhất phẩm, đây là tước vị cao nhất người có thể lấy được, tự nhiên cũng đẩy địa vị thánh dược đường lên cực cao. Bởi vì vị tam dược lão nhân kia là đan sư địa cấp thượng phẩm, đại năng cấp giáo chủ cũng phải mời hắn luyện đan, địa vị cực kỳ tôn sùng. Trong thành không thể dùng thân pháp, càng thêm không thể ngự khí bay, làm thế là đại bất kính, lang Hàn liền đi bộ nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Qua 20 phút sau hắn liền tới thánh dược đường. Đây là khu kiến trúc huy hoàng, chiếm diện tích cực lớn, có từng tòa tháp cao vững chắc có màu bạc, có màu vàng. Lăng Hàn đã tìm hiểu rõ từ tinh võng, tháp cao màu bạc là nơi ở của đan sư nhân cấp, tháp cao màu vàng kim chỉ có đan sư địa cấp mới có thể ở, cho dù võ đạo, đan đạo hay trận đạo đều có đẳng cấp xâm nghiêm. Hắn nhanh chân đi vào thánh dược đường, sau khi đi vào là một đại sảnh to lớn có bán ra đan dược số lượng lớn. Nhân viên nơi này rất cao ngạo, mặc dù Lăng Hàn đang nhìn khắp nơi nhưng cũng không ai hỏi hắn cần đan dược gì, dáng vẻ người thích mua thì mua lăng hàn cũng không có ý giao lưu với nhân viên hắn trực tiếp xuyên qua đại sảnh đi vào khu vực sâu hơn người không phận sự dừng bước lập tức có người cản trở lăng hàn cười một tiếng ta muốn chứng nhận đan sư ngươi người kia kinh ngạc nhìn lăng hàn bởi vì lăng hàn cũng quá trẻ chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi có còn trẻ như vậy đã là đan sư sao nhưng mà chứng nhận đan sư mở ra với tất cả mọi người miễn là ngươi tự chuẩn bị vật liệu thánh dược đường sẽ cung cấp luyện đan thất tốt ngươi đi theo ta người kia dẫn lăng hàn đi và nói không nên hết nhìn đông tới nhìn tây nơi này có thật nhiều đan sư rất chán ghét bị người ta nhìn chăm chú như vậy rất vô lễ hắn nhắc nhở lăng hàn gật đầu biết nghe lời phải bọn họ đi vào căn phòng lớn bên trong có thật nhiều người bọn họ đang ngó chừng nhìn lên vách tường đây là vách tường hình chiếu đang có một tên đan sư luyện đan lăng hàn nhìn một chút lò đan này sắp luyện thành người dẫn lăng hàn tiến vào cũng bước chậm và nói thầm với một người một lát sau hắn trở về, nói. Ngươi chờ ở nơi này, sẽ có người an bài ngươi tiến hành chứng nhận. Được, Lăng Hàn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không có hứng thú với người khác luyện chế. Suy, giả vờ cái gì chứ, đã chạy đến nơi này mà còn nhắm mắt dưỡng thần. Có người cười lạnh, Lăng Hàn kinh ngạc, ta nhắm mắt dưỡng thần còn làm phiền ngươi sao? Đúng đấy, đệ nhất thiên tài là quân của Thánh Dược Đường chúng ta hôm nay xung kích đan sư, cố ý mời mọi người đến đây quan sát, ngươi còn không quan sát nghiêm túc. Lại có người nói với Lăng Hàn, ngữ khí có phần nghiêm khắc. Lạc Quân năm nay đã 29 tuổi, nhưng thiên tư thông minh, lúc 15 tuổi từ đan đồ sơ cấp bước vào cao cấp, hiện tại đang xung kích đan sư nhân cấp hạ phẩm, phần thiên phú này rất kinh người. Hiện tại Lạc Quân nguyện ý cho mọi người quan sát thủ pháp luyện đan của hắn, ngươi còn nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi trang bức hay cố ý trào phúng? Chương 4202, Kỳ Lân tử đường ra. Ha ha, chính mình nhắm mắt dưỡng thần còn bị đẩy lên cao như vậy sao? lăng hàn lắc đầu không thèm để ý những người này nhưng hắn không chấp nhận với bọn họ những người này lại không chịu bỏ qua hơn nữa một truyền mười mười truyền trăm thật nhiều người đều biết nơi này có người không đặt lạc quân vào mắt thời điểm đối phương chứng nhận đan sư nhắm mắt giả ngủ người đã tới nơi này lại không nhìn người ta luyện đan đây không phải cố ý trào phúng sao người kia là ai thế không biết có thể là học đồ mới lên cấp nào đó còn không biết tên tuổi lạc quân ừm nhất định như thế Mọi người nhao nhao gật đầu, nhận định Lăng Hàn nhất định là người mới vừa bước vào đan đạo, cũng không nhận ra tân tinh lóa mắt như Lạc Quân. Lăng Hàn làm như không nghe thấy, hắn cần phải đặt đám người này trong lòng sao. Lại nói chờ sau đó hắn bắt đầu luyện đan sẽ tát vào mặt đám người này. Xong rồi, Lạc Quân thành đan, chơi ạ, à, 29 tuổi đan sư nhân cấp hạ phẩm, sáng tạo ra ghi chép mới. Ừm, đan sư trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa Tinh trước đó là 31 tuổi, lần này chẳng những thay đổi ghi chép. Hơn nữa còn đẩy cấp độ đan sư trẻ tuổi nhất xuống còn 29. Không hổ là Lạc Quân, tương lai tất có tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người kinh hô, từng người hưng phấn không gì sánh được, giống như bọn họ mới là người luyện đan bên trong. Lúc này đan thất mở ra, một thanh niên đi tới, chính là Lạc Quân vừa mới luyện đan. Chúc mừng Lạc đan sư, chúc mừng, tương lai nhất định có thể trở thành đại sư. Trong âm thanh chúc mừng, tất cả mọi người chen nhau đi lên, lúc này đương nhiên cần phải lộ mặt vạn nhất lạc quân nhớ kỹ, nói không chừng có thể thân mật với đan sư thiên tài này. Ha ha, lạc huynh, chúc mừng. Trong tiếng cười dài có một nam tử tiêu sái đi tới, hắn đi long hành hổ bộ, tản ra khí thế kinh người. T, tiểu hầu ra đường nghiêm, kỳ lân tử đường ra, thiên tài võ đạo, khi hắn sinh ra đã dẫn động thiên địa cảm ứng, chính là tiên thiên thần thể. Đường ra là thế lực cấp bậc hóa linh chân quân, hơn nữa rất được đương kim bệ hạ ân sủng. Đường nghiêm vừa ra đời đã được phong hầu, mặc dù có nguyên nhân dựa vào tiên thiên thần thể, nhưng cũng thấy rõ đường ra được hoàng đế ân sủng. Mọi người kinh hô, người trẻ tuổi này không đơn giản. Nội tâm lang hàn hơi động, thiên tri kiêu tử đường ra. Hắn cũng đi tới, cũng không phải vì đường nghiêm, hắn tới chứng nhận đan sư. a à, tiểu tử này là ai vậy? Chen cái gì, có ít người còn không nhận ra lăng hàn, thấy hắn chen lên trước liền không vui. Lăng hàn chen lên phía trước, người nơi này căn bản là trúc cơ, có ai ngăn cản được hắn có thể bắt đầu chưa? Hắn hỏi, nơi này có ba tên đan sư nhân cấp phụ trách làm nhân chứng, bọn họ tự nhiên biết có người chứng nhận đan sư, trên mặt không quá vui vẻ. Khốn kiếp, bọn họ mới không chấp mắt suốt ba giờ, còn muốn bọn họ tiếp tục. Nhưng mà gia hỏa này còn trẻ như vậy đoán chừng sẽ nổ lô thất bại. Được, bắt đầu đi, có một người gật đầu, người luyện đan gì, lại có một người hỏi. Lăng Hàn mỉm cười, hóa cơ đan, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng cười vang lên khắp nơi ha 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 thật sự là buồn cười quá một đan sư không phải nhân cấp còn nói muốn luyện chế hóa cơ đan dũng khí như vậy tới từ nơi nào đường nghiêm và lạc quân đã đi ra khoảng cách cũng không nghe thấy lăng hàn chỉ là phát hiện mọi người cười vang đường nghiêm có vẻ hơi hiếu kỳ hỏi xảy ra chuyện gì a à, có ngu xuẩn chưa cứng nhận đan sư nhân cấp hạ phẩm còn nói muốn luyện chế hóa cơ đan tên đan đồ bên cạnh vừa cười vừa đáp lạc quân lập tức bật cười thành tiếng Hóa cơ đan, ngay cả hắn cũng không dám nghĩ, thiên tài luyện hóa cơ đan tương lai đều có khả năng trở thành đan sư thiên cấp. Lừa người mà thôi, Đường huynh, chúng ta đi." Lạc Quân nói, Đường Nghiêm lại sinh ra hứng thú, nhìn xem cũng không sao. Hắn đã nói như vậy, đương nhiên là Quân không thể nói cái gì. Hắn mặc dù là đan sư thiên tài, nhưng trình độ thiên tài hoàn toàn không thể so sánh với gia thế Đường Nghiêm, cho nên khi hai người ở chung, hắn tự nhiên ở vào thế yếu, cần lấy ý chí Đường Nghiêm làm chủ. Tên đàn đổ bên cạnh thêm mắm thêm muối vào việc Lăng Hàn vừa rồi cố ý nhắm mắt dưỡng thần, tận lực kéo thù hận. Sắc mặt lạc quân âm trầm, lại thản nhiên nói, mỗi người đều có tự do của mình, không có ai cầu hắn nhìn. Đường nghiêm cười ha ha, gia hỏa này rất có cá tính, lạc quân không nghĩ tới đường nghiêm lại cho Lăng Hàn lời bình như vậy, hắn sửng sốt một chút, mới ngượng ngùng nói. Đúng thế, trong lòng của hắn càng xuất hiện mùi lửa, hận không thể đè đánh Lăng Hàn một trận. Hắn là ai, thiên tài đan sư là quân sáng tạo ra ghi chép đan sư trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa Tinh, ngươi là một vô danh tiểu tốt lại dám không coi ai ra gì như thế. Một bên khác, Lăng Hàn cũng bắt đầu luyện đan, nơi này đã có sẵn trận pháp cùng đan lô, cũng bất cho Lăng Hàn không ít phiền phức, hắn dẫn động trận pháp, sau đó hai tay dương lên, cầm dược liệu ném vào trong lò. Oanh, năng lượng thiên địa cuồn cuộn tới, đối với Lăng Hàn, những ngày qua hắn vẫn luyện chế hóa cơ đan nên quá thuần thục, động tác của hắn như nước chảy mây trôi trôi chảy không gì sánh được bên ngoài mọi người vốn ôm suy nghĩ chế giễu nhưng nhìn thấy cảnh này liền sợ ngây người trời ơi trôi chảy như thế ngươi thật sự đến chứng nhận đan sư xác định không phải đã sớm bước vào ngưỡng cửa đan sư đấy chứ nhưng nhìn dáng vẻ lăng hàn thì mọi người đều lắc đầu trẻ tuổi như vậy tuyệt đối còn nhỏ tuổi hơn cả lạc quân làm sao có thể là đan sư chứ mọi người lại nhìn sang lạc quân Người này vừa mới sáng tạo ghi chép đan sư trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa Tinh, chẳng lẽ trong nháy mắt bị người ta phá vỡ. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, Lạc Quân sẽ trở thành chuyện cười, ngày sau cũng sẽ trở thành vật làm nền, vĩnh truyền thiên cổ cũng không phải không được. Người ghi chép kỷ lục đoàn mệnh nhất lịch sử, viết hoa đầy xấu hổ. Sắc mặt Lạc Quân khó coi không gì sánh kịp, nếu như Lăng Hàn thực sự thành công, không nói chuyện khác, chỉ bằng hắn luyện ra hóa cơ đan đã miểu sát mình thành cặn bã. Hóa cơ đan đấy, trở thành đan sư địa cấp thượng phẩm là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhìn khắp lịch sử chưa từng xuất hiện ngoại lệ, có một bộ phận trở thành đan sư thiên cấp chuyển sướng thiên cổ. Đường nghiêm càng lộ ra vẻ chờ mong, nếu như Lăng Hàn thật có thể luyện ra hóa cơ đan, hắn mười phần nguyện ý kết giao bằng hữu cùng đối phương. Hắn không hiểu luyện đan, nhưng nhìn thấy thủ pháp thuần thục của Lăng Hàn, hắn tự nhiên cũng tràn đầy lòng tin vào Lăng Hàn, người này. Có lẽ có thể thành công, một giờ qua đi, Lăng Hàn vẫn luyện chế như cũ, thủ pháp đâu vào đấy hai giờ về sau tình huống vẫn như vậy, tất cả mọi người ngồi không yên, đây chính là tiết tấu thành đan. Trời ạ, à, trước đó còn có người chào phúng lăng hàn, nhưng bây giờ sẽ bị đánh mặt hay sao? chương 4203, người người ân cần. Hắn thật thành công sao? Có người nói thầm, thật sự sắp thành công, gia hỏa này sẽ trở thành đan sư trẻ tuổi nhất lịch sử. Ách, là quân ngồi vị trí này chưa nóng chỗ đã chắp tay dâng tặng hay sao? Quái vật như vậy tới từ nơi nào? Ta không tin có một thiên tài đột nhiên xuất hiện như vậy. Tất cả mọi người đều phát điên, mặc dù đan đồ trong Thánh dược đường có một đống lớn, nhưng số lượng đan sư chỉ khoảng mấy trăm, có thể thấy được trở thành đan sư khó cỡ nào. Cho nên mỗi một đan đồ có thể trở thành đan sư đều bị người ta biết rõ, nhưng chỉ có mấy người nổi danh mà thôi. Bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện một gia hỏa càng xa lạ, hết lần này tới lần khác yêu nhiệt đến rối tinh rối mù, vừa vào đã luyện chế hóa cơ đan, thể hiện ra tiềm lực thành tựu đan sư thiên cấp đường nghiêm càng cảm thấy hứng thú hắn là kỳ lân tử của đường ra tương lai nhất định kế thừa vị trí gia chủ đường ra cho nên hắn phải suy nghĩ như nhân vật gia chủ tương lai đường ra hắn thấy lăng hàn đáng giá hắn đầu cơ kiếm lợi hắn không hiểu đan đạo nhưng lại không phải kẻ điếc tự nhiên nghe được người khác nói gì biết có thể luyện chế hóa cơ đan ý nghĩa ra sao nếu đường ra có thể giao hảo với đan sư địa cấp thượng phẩm thậm chí đan sư thiên cấp địa vị sẽ càng vững như bàn thạch thực lực tăng mạnh tại sao hắn giao hảo với lạc quân cũng vì nguyên nhân này thời gian không ngừng trôi qua lang hàn vẫn ổn định cục diện không có chút dấu hiệu nổ lô sắc mặt là quân xám xanh hắn có một loại dự cảm lang hàn thật sự thành công hắn hận thiên tài như người đi tinh cầu nào không được cho dù đi tới nơi nào cũng trở thành thiên chi kiêu tử minh tinh lấp lánh không gì sánh được nhưng hết lần này tới lần khác chạy tới chỗ của hắn làm hào quang của hắn lu mở ảm đạm thậm chí hắn sắp trở thành chuyện cười vì cái gì vì cái gì vì cái gì hắn siết chặt quả đấm nếu như có thể hắn nhất định sẽ xông vào luyện đan thất giết lăng hàn ba giờ sắp qua đi bỗng nhiên lăng hàn đưa tay vỗ một cái tám viên đan dược lăng không bay lên hắn lập tức rót lực lượng tiên cơ vào sau đó dung nhập vào đan dược đây là một bước cuối cùng luyện chế hóa cơ đan người khác luyện chế hóa cơ đan khó khăn lăng hàn lại luyện rất dễ dàng thành đan không có nổ lò xong rồi hóa cơ đan đấy thiên tài tuyệt đỉnh thiên tài tất cả mọi người hô to giống như gặp quỷ trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong lịch sử Nguyệt Hoa Tinh chưa từng xuất hiện đan sư có thể luyện chế hóa cơ đan, nó đã sớm vượt qua cảnh giới trúc cơ, không có lực lượng trúc cơ thì làm sao luyện thành hóa cơ đan. Xưa nay chưa từng có, cực kỳ châu bò, lúc Lăng Hàn đi ra, hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn mang theo một tia sùng bái. Không có người nào là đồ ngốc, mặc dù Lăng Hàn và Lạc Quân đều trở thành đan sư cùng một ngày, hơn nữa đều phá vỡ ghi chép đan sư trẻ tuổi nhất, nhưng so sánh với nhau sẽ rõ ràng, lăng hàn trẻ hơn lạc quân hơn nữa lăng hàn luyện chế là hóa cơ đan tương lai chí ít cũng trở thành đan sư địa cấp thượng phẩm còn có ai dám đắc tội lăng hàn chúc mừng chúc mừng siêu cấp thiên tài quá trẻ tuổi tương lai có cơ hội trở thành đan sư thiên cấp mọi người cùng nói lời ca tụng lời buồn nôn cỡ nào cũng dám nói hoàn toàn quên trước đó mình chèn ép lăng hàn thế nào chúc mừng một tên đan sư đi tới chắp tay chúc mừng lăng hàn còn không biết tên đạo huynh lăng hàn tên đan sư gật gật đầu lại nói, lăng đàn sư đến từ nơi nào? Giáp nguyên phủ, lăng hàn cười nhạt một tiếng, a à, mọi người nghe xong đều ngây ngẩn cả người. Khó trách trước kia chưa từng nghe qua tên lăng hàn, người có thiên phú đan đạo cao dọa người, bởi vì đối phương là hạt nhân giáp nguyên phủ. Ánh mắt là quân lại sáng lên, hắn đi lên phía trước, nói. Người thật to gan, là một hạt nhân lại dám tự mình chạy ra ngoài, đúng là đại nghịch bất đạo. Đây là một cái rất lớn tội danh, thật sự chứng thực tội danh này của Lăng Hàn, Lăng Hàn không những không thành đan sư, không thành đan đạo đại sư tương lai, mà là bị xử tử. Lăng Hàn nhìn người này một chút, người bị đoạt danh tiếng cần ghen ghét như thế sao? Thật sự nhỏ nhen, không có khí lượng. Lăng Hàn lắc đầu, nói, không cần vội vã chụp mũ cho người khác. Thứ nhất, ta là sứ giả huyền Bắc Quốc, người lại luôn miệng nói ta là hạt nhân, đây là đổ dầu vào lửa cho quan hệ hai chiều sao. Ha ha, ta thấy người mới là đại nghịch bất đạo, tâm người đáng chu. Nói đến đấu võ mồm, Hắn sợ ai chứ? Một câu nói đã làm Lạc Quân ngây người, bởi vì hạt nhân là cách nói bí mật, người bên ngoài gọi hạt nhân phủ là sứ giả của quốc gia khác, hơn nữa cũng không gọi là hạt nhân phủ, mà là giáp nguyên phủ, đường đường chính chính. Hắn nhanh miệng, ai bảo chuyện như vậy quá mức hoang đường, một tên hạt nhân lại là kỳ tài đan đạo. Thứ hai, ta cũng không phải tự mình chạy đi, mà là Quang Minh chính đại đi ra. Như thế nào, ta cũng không phải tù phạm, còn không thể đi dạo đường phố sao? lang hàn lại nói rất ung dung hắn hoàn toàn không có yếu đi khí thế của mình ta tới đi xứ thân phận địa vị thậm chí còn cao hơn ngươi nói năng bậy bạ là quân lấy lại tinh thần lập tức trách cứ hắn không tin người bên trong hạt nhân phủ có thể đi ra người nào không biết đó chính là nhà giam ha ha lang đại sư đúng không đường nghiêm đi tới tiện tay đẩy lạc quân sang một bên nhưng hắn có tu vi chú đỉnh cảnh so sánh với nhau lạc quân là chúc cơ có thể chống lại hay sao lăng hàn đã chứng nhận đan sư đương nhiên được đường nghiêm chú ý hắn cười nói đại sư không dám nhận gọi ta lăng hàn là được rồi ta là đường nghiêm người cũng có thể trực tiếp gọi tên ta đường nghiêm lộ ra vẻ hiền hòa nhưng câu nói này nếu bị các bằng hữu của hắn nghe được khẳng định sẽ rất cả đôi mắt người nào không biết đường nghiêm tâm cao khí ngạo muốn kết giao bằng hữu với hắn quá khó khăn muốn trở thành bằng hữu được hắn công nhận càng khó nhưng bây giờ đường nghiêm lại bảo lăng hàn gọi tên hắn đây là đãi ngộ bằng hữu thân mật mới có. Có thể không dọa người sao, nhưng từ dáng vẻ đường nghiêm, đây cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì Lăng Hàn thành tựu thấp nhất cũng là đan sư địa cấp thượng phẩm, chuyện này hoàn toàn có thể sánh ngang cấp giáo chủ, thậm chí còn vượt qua một bậc, bởi vì đan sư cấp bậc này thật sự quá ít, Nguyệt Hoa Tinh chỉ có một, tất cả cường giả cấp giáo chủ muốn luyện đan cũng chỉ có thể cầu cạnh tam dược lão nhân. Nếu đường ra có thể kết giao bằng hữu như vậy, ý nghĩa tự nhiên phi phàm, hơn nữa đan sư địa cấp thượng phẩm chỉ là thành tựu thấp nhất của lăng hàn nếu như còn có thể tiến thêm một bước trở thành đan sư thiên cấp cho dù đi tới nơi nào trong vũ trụ lăng hàn cũng được tôn trọng rất lớn cho nên người nói đường nghiêm có thể không khách khí sao chương bốn nghìn hai trăm linh bốn bị phát hiện lăng hàn mỉm cười không dám ngươi thật sự tới từ giáp nguyên phủ đường nghiêm vẫn có chút khó tin dạng này thiên tài đan đạo này cũng có thế lực cam lòng đưa đi làm vật thế chấp phải biết một thiên tài có thể luyện ra hóa cơ đan, ngày sau chỉ ít cũng trở thành đan sư địa cấp thượng phẩm, đây là khái niệm gì? Đại năng cấp giáo chủ cũng phải mời như khách quý, thật sự là cổ quái, hoàn toàn không nghĩ ra. Đúng thế, nếu như Lăng Hàn thực sự chỉ là đan sư phổ thông, như vậy hắn khẳng định sẽ bị Trần Phong Viêm trăm phương ngàn kế bảo hộ, cho dù đưa con trai mình làm vật thế chấp cũng không có khả năng giao Lăng Hàn ra. Một tên đan sư tiền đồ vô lượng có thể ảnh hưởng lớn tới cả thế lực, nhưng ai ngờ thân phận Lăng Hàn Châu bò như thế, là tiểu thúc của Trần Phong Viêm, hắn nói muốn tới nơi này, Trần Phong Viêm dám ngăn cản. Không sợ hầu ca trở về đánh hắn hoài nghi nhân sinh sao. Lăng Hàn gật gật đầu, đúng vậy, 10 ngày qua trước mới đến, cái nào tinh thể, thiên hải tinh, nha, đường nghiêm gật đầu, thì ra tới từ tinh thể xuống dốc, một đám thổ dân mới vừa đạp vào võ đạo, nếu không phải phạm nhân giam giữ thoát ra, tinh thể này còn chưa tiếp xúc với võ đạo. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng chuyển ngươi ra khỏi giáp nguyên phủ." Lăng Hàn cảm tạ, cũng không có cố ý khách sáo, mà là gật gật đầu. "Cảm ơn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, có một loại ăn ý. Đường Nghiêm mới mở miệng đã cho thứ Lăng Hàn muốn, mà Lăng Hàn cũng không có giả khách khí, một tiếng cảm ơn mặc dù đơn giản, nhưng Đường Nghiêm muốn nghe Lăng Hàn thao thao bất tuyệt hay sao? Hắn chỉ muốn ân tình với Lăng Hàn, thừa dịp Lăng Hàn hiện tại chỉ là đan sư nhân cấp hạ phẩm mà đánh tốt cơ sở. Nhất là Lăng Hàn hiện tại đang gặp rủi ro, hắn xuất thân viện thủ vào lúc này có ý nghĩa khác biệt. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi và dệt hoa trên gấm có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có mới đan sư luyện ra hóa cơ đan, chuyện này cũng kinh động toàn bộ thánh dược đường, cho dù là đan sư cấp bậc nào, miễn là ở bên trong thánh dược đường đều đi tới chúc mừng Lăng Hàn. Mặc dù Lăng Hàn hiện tại chỉ là đan sư nhân cấp hạ phẩm, nhưng tiền đồ tương lai quá sáng, bọn họ không thể không hạ tư thái tới. Lăng Hàn cũng không có tạo giá đỡ cho mình, hắn cũng không phải người như thế, thứ hai hắn cũng chỉ có tiềm lực đủ cao nhưng trên đời này có quá nhiều người tiềm lực cao chết hiểu, cho nên vẫn điệu thấp mới tốt, bởi vì thế gian luôn có nhiều người đỏ mắt và đố kỵ, cho dù không có thù hận với hắn, hắn cũng sẽ vì ghen ghét mà đạp ngươi một cái. Cho nên trước khi có thực lực nhất định phải điệu thấp một chút. Ngược lại Lăng Hàn vừa mới luyện ra hóa cơ đan, kỳ thật đã cao điệu không gì sánh được, nếu không phải việc này quan hệ tới tự do của hắn, thì thật hắn cũng không muốn lộ ra ánh sáng, im lặng phát tài không tốt hay sao. Kể từ lúc này đến tận đêm khuya, Lăng Hàn mới ứng phó xong tất cả mọi người, cũng bởi vì Đường Nghiêm nói chuyện giúp hắn, nếu không chỉ sợ bận rộn tới ngày mai. Lăng Hàn hẹn với Đường Nghiêm xong, vài ngày sau Đường Nghiêm sẽ đi giáp Nguyên Phủ gặp hắn. Không phải Lăng Hàn tạo giá đỡ lớn, mà là hắn chỉ tự do một ngày, hắn làm sao đi gặp Đường Nghiêm. Ha ha, hẹn gặp lại, Đường Nghiêm cười nói, tâm tình cực kỳ vui sướng. Lăng Hàn gật gật đầu, ngày khác gặp, hắn ra khỏi thánh dược đường và quay về giáp nguyên phủ, hắn nhất định phải về trước dạng sáng, nếu không sẽ bị truy nã. Bước đi, đột nhiên hắn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. hắn cũng không có làm chuyện gì, dù sao hắn hiện tại là tân tinh đan đạo, bị người ta nhắm vào cũng bình thường. Nhưng mà người kia biểu hiện kỳ lạ, nhìn Lăng Hàn vài lần sau đó chạy đi không thấy hình bóng. À, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, phản ứng này không đúng. Được rồi hắn quay về hạt nhân phủ trước nói sau. Lại đi một hồi, hắn đi vào trong hẻm nhỏ, bởi vì sắc trời đã tối, nơi này càng tối, mọi người đã đóng cửa cho nên vô cùng an tĩnh, không nhìn thấy một bóng người. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không sợ, hắn nhanh chân rời đi, đi vài bước liền dừng lại. Xeo, một bóng người từ phía sau nhanh chóng đuổi tới, nhảy qua đỉnh đầu của hắn, đáp xuống phía trước hắn, ngăn cản đường hắn đi. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn rõ tu vi của đối phương. Chút cực cơ mà thôi, rốt cuộc tìm được ngươi." Người kia cắn răng, lạnh lạnh nói. Lăng Hàn kinh ngạc, "Ta giết phụ thân ngươi sao? Phụ thân ta đang yên đang lành." Người kia trách mắng, "Vậy ta là giết con của ngươi?" Lăng Hàn lại hỏi, "Ta còn chưa sinh con." Người kia tức giận đáp trả. Lăng Hàn lắc đầu, "Đã không có thủ giết con và giết phụ thân, dáng vẻ thù hận của ngươi như vậy làm ta không hiểu." "Hừ, ta họ Bàng." Người kia oán hận nói ra. "Nha, Lăng Hàn đã hiểu rồi." trước kia khi hắn luyện chế ngũ hành tạo hóa đan hắn đã từng giết thật nhiều người nhà họ bàng thậm chí còn làm thịt một tên trúc cơ của bàng gia hắn cười nói vị thiên tài nhà các ngươi tên là gì nhỉ đã ăn ngũ hành tạo hóa đan thẳng tiến trúc cơ cảnh lăng hàn không nói chuyện này còn tốt nhắc tới chuyện này người kia càng tức giận bàng gia không tiếc trả giá lớn bỏ ra tài phú kinh người lúc này mới gom góp vật liệu luyện chế ngũ hành luân hồi đan kết quả sau khi luyện xong cho bàng vân phi ăn vào chẳng những không thể làm cho bàng vân phi tiến thêm một bước ngược lại còn xảy ra vấn đề bọn họ tìm đan sư nghiên cứu cặn thuốc cuối cùng đã tìm ra vấn đề có một loại vật liệu không đúng đó chính là thủy tinh nguyên do bọn họ cưỡng đoạt bọn họ buồn bực đến chết lúc trước vì chiếm chút món lời nhỏ bọn họ dùng giá vô cùng thấp mua lại thủy tinh nguyên cho rằng đã chiếm hết tiện nghi ai ngờ lại trôn xuống mầm tai vạ hiện tại bàng gia bỏ ra cái giá lớn thân thể bàng vân phi xảy ra vấn đề bọn họ biết kêu ai đây nếu như người này biết rõ đầu sỏ chính là lăng hàn có lẽ hắn sẽ có tâm tư ăn thịt người đi chết đi người kia nga xuất thủ tấn công lăng hàn lăng hàn lắc đầu cười nói trước khi ngươi xuất thủ có phải ngươi quên kiểm tra thực lực của ta đúng không chỉ vừa bước vào chúc cơ mà thôi người kia khinh thường nói một câu chuyện này cần điều tra sao hắn nhìn là hiểu oanh hắn ra tay không muốn kinh đông người nào khác cho nên hắn dùng hết khả năng áp xúc lực lượng không cho nó tràn ra ngoài nếu không sẽ làm phòng ốc nơi đây sụp đổ. Lăng Hàn vươn tay bắt lấy cổ tay của đối phương, không biết tự lượng sức mình, người kia cười lạnh, đột nhiên hắn biến sắc, bởi vì cổ tay của mình nằm trong tay Lăng Hàn. Hắn giãy dụa một lần, hắn cảm thấy tay của mình như bị tiên kim nắm chặt, hắn không rút ra được. Làm sao có thể, hắn kinh hãi ra đầu tê dại, càng sợ hãi khó nói thành lời. Trường 4205, bàng ra báo chuông tang. Hiện tại có cảm thấy hối hận hay không? Lăng Hàn hỏi. Người kia cắn răng không trả lời, hắn thật sự hối hận, hắn cho rằng Lăng Hàn mới vừa vào chúc cơ nên dễ khi dễ, sau khi hắn nhận được tin tức đã chạy một mình tới đây, không nghĩ tới lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Nếu ta nói cho người biết, lúc trước người bán thủy tinh nguyên cho các người người chính là ta, trong mắt của người có rớt ra ngoài hay không? Lăng Hàn cười nói, người kia ngẩn ra, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không thể nào, nhưng lại nghĩ một lúc, chuyện bàng ra bị người ta hãm hại không có lộ ra ngoài, người biết cũng có hạn, càng mấu chốt chính là người biết vấn đề nằm trên người thủy tinh nguyên cũng chỉ có cao tầng bàng gia cũng bởi vì gia gia của mình là cường giả chú đỉnh mới vô tình biết được bởi vì gia gia của hắn từng lộ miệng nói ra nếu lăng hàn không phải người trong cuộc thì làm thế nào có khả năng biết được bí mật phần lớn người nhà họ bàng không biết là ngươi hai mắt hắn phun lửa nếu dựa theo quỹ tích ban đầu bàng vân phi hiện tại cũng đã nhảy vào trúc cơ với yêu nhiệt của hắn tương lai nhất định sẽ đứng trong vị trí 10 vạn trên tinh võng đặt ở thiên hải tinh cũng là tồn tại số một số hai. Vậy mà hy vọng tương lai của bàng gia lại bị lăng hàn bóp tắt. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, hắn tràn ngập tức giận quát lớn. Lăng hàn lắc đầu, trước khi mắng người khác nên suy nghĩ lập trường của mình là cái gì? Tại sao cho phép các ngươi truy sát ta, còn không cho ta phản kích một chút? Yên tâm, bàng gia sẽ không tồn tại bao lâu, ta sẽ đích thân hủy diệt nó. Ngươi đang nói chuyện viển vông, người kia ngẩng cổ lên nói ra, chớ nhìn hắn không chịu nổi một kích, nhưng Lăng Hàn cũng chỉ là chút cơ cảnh, bàng ra là tồn tại cỡ nào. Có lão tổ sinh đan chấn giữ, đến đi, nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn khiêu khích Lăng Hàn, đừng nóng vội, một ngày đó sẽ không quá xa xôi. Lăng Hàn đưa tay đặt lên chán người kia, bí lực khổng lồ lập tức tuôn vào thức hải của đối phương. Ngươi muốn làm gì, người kia kinh hãi, Lăng Hàn căn bản không để ý tới, hắn chấn động một trong hai khối tiên đạo cơ thạch, ba, hiệu quả lập hiện ra, tiên cơ của người kia xuất hiện một đường dạn nứt giống như lâu năm thiếu tu sửa. Cái gì, sắc mặt người kia như màu đất, sao lại có thể như thế? Hắn căn bản không có phóng thích tiên cơ ra ngoài, làm sao có thể hủy hoại? Việc này nhất định là ảo giác, nhưng không phải, tạp tạp tạp, nhân tiên cơ dạn nứt càng ngày càng lợi hại, cuối cùng không trèo chống nổi và hóa thành từng khối mảnh vỡ, lập tức băng diệt, một lần nữa biến thành năng lượng tiên địa và hiển hóa thành cảm ngộ võ đạo huyền ảo. Không hắn kêu la thảm thiết, tiên cơ vừa vỡ, hắn rơi ra khỏi cảnh giới trúc cơ xuống phàm cảnh, muốn nữa tiến vào tiên môn lần nữa cần xây lại tiên cơ. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, bí lực của Lăng Hàn đang phun trào trong cơ thể của hắn, đánh vỡ kinh mạch, bí cảnh, khiếu huyệt trong người hắn. Kể từ đó người kia đã hóa thành phàm nhân triệt để, trừ tuổi thọ dài hơn người thường một chút. Hắn mất hết tu vi, tuổi thọ của hắn không cao hơn người thường bao nhiêu, lại nói hắn đã sống hơn 200 năm, hiện tại nhiều nhất chỉ sống được 10 năm. Hắn vốn hào hoa phong nhã, nhưng bây giờ biến thành kẻ chờ chết, càng biến thành phế nhân, hắn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn hoảng hốt và lộ ra dáng vẻ mờ mịt không gì sánh được. "Yên tâm đi, nếu ngươi còn sống sẽ nhìn thấy Bàng gia bị diệt." Lăng Hàn nói, thông qua câu nói này hắn biểu đạt tự tin mãnh liệt. Bàng gia là thế lực gì? Sinh đan cảnh, cho nên muốn hủy diệt Bàng gia, tự nhiên cũng cần tu vi sinh đan cảnh, người họ Bàng này sống được bao nhiêu năm? Tầm 10 năm nói cách khác Lăng Hàn có tự tin trong 10 năm bước vào sinh đan. Nếu người khác biết việc này khẳng định sẽ nói hắn quá tự đại, có ai không mấy trăm tuổi mới bước vào sinh đan cảnh chứ? Người vài chục năm liền hoàn thành con đường này, không phải quá tự đại sao? Lăng Hàn vỗ vỗ vai người kia, bảo trọng, nói xong, hắn thả người rời đi thật xa. Người bàng gia đặt mông ngồi xuống đất, hắn tên là bàng phi nhiên, không tính là thiên tài trong bàng gia nhưng có thể bước vào tiên đồ cũng là người đáng gờm. Các người đã nhìn thấy chưa? Hắn nói giống như đang khóc, vừa rồi hắn mở ra công năng thu hình của liên tiếp khí, hắn nhìn thấy đều đồng bộ với bàng gia. Ban đầu người bàng gia muốn nhìn thấy kẻ thù bị chém đầu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này biến thành kết quả ngược lại. Ở bên kia, bàng gia đã sớm nổ tung, trước đó bọn họ tiếp lấy hình ảnh, thông qua hình chiếu cho tiểu bối quan sát, đương nhiên cũng muốn mọi người hả giận. Thời điểm bàng phi nhiên bị phế, lão tổ sinh đan của bàng gia đã thông chi cường giả chú đỉnh trong gia tộc truy sát lang hàn. Trong không gian tinh võng hư ảo, người bàng ra ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lạnh lùng và tức giận. Ai đó nói cho ta biết vì cái gì thằng nhãi danh kia lại có chiến lực như vậy. Lão tổ sinh đan cảnh bàng ra vỗ bàn, tức giận tới mức dâu run rẩy. Kẻ này làm hại bàng ra mất đi hai chút cơ cảnh, một bị giết, một bị phế, nếu như tính cả bàng Vân Phi là ba người. Bàng ra hiện tại có bao nhiêu người trên tiên đồ, mọi người đều im lặng, trước đó Lăng Hàn chỉ là khai khiếu cảnh, nhưng thời gian trôi qua không bao lâu, hắn chẳng những bước vào trúc cơ, thậm chí còn nhẹ nhõm miểu sát trúc cực cơ. Một người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lên tiếng nói: "Ta vừa mới nhận được tin tức, ác tử kia tới từ hạt nhân phủ, tên là Lăng Hàn, đến từ Thiên Hải Tinh Huyền Bắc Quốc, trước đó đã luyện ra hóa cơ đan ở Thánh Dược Đường, trở thành đan sư nơi đó, địa vị vô cùng tôn sùng." "Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, tiểu tử này còn là đan sư? Không không không, còn là thiên tài đan đạo. Cho dù là thiên tài đan đạo thì như thế nào?" nếu đối địch với bàng gia ta cũng phỉa bị hủy diệt. Lão tổ bàng gia nói, mọi người cũng ngừng nghị luận, ai cũng gật đầu. Lăng Hàn cũng tỏ thái độ muốn hủy diệt bàng gia, song phương đã kết thù hận không chết không thôi. Tuyệt đối không thể cho tiểu tử kia không gian trưởng thành. Một tên chú đỉnh cảnh của bàng gia nói, hắn tên là bàng thông, chính là tổ phụ của bàng phi nhiên, tự nhiên càng hận Lăng Hàn hơn mọi người. Không sai, một lão giả tóc bạc gật đầu, nói, ác tử kia là thiên tài đan đạo, nếu chờ hắn trở thành đan sư địa cấp, hắn chỉ cần vung tay hô một tiếng, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả chân ngã cảnh xuất lực thay hắn, đến lúc đó Bàng gia ta nguy rồi. Nhưng Bàng gia ta không có thế lực tại Đế Đô, có thể làm gì hắn sao? Một người đưa ra một vấn đề hiện thực, căn cơ của Bàng gia không ở Đế Đô, đi mời Thang gia xuất thủ. Lão tổ Bàng gia đột nhiên mở miệng, năm đó, Thang gia từng là thành viên dưới chướng Bàng gia, lúc Bàng gia suy bại, tổ tiên Thang gia đi tới Đế Đô. Hiện tại mặc dù không có tiến bộ gì nhưng vẫn có cường giả sinh đan cảnh. Ta sẽ mời thang gia hỗ trợ, bảo bọn họ xuất động cao thủ giết ác tặc này. Chương 4206, trả thù, người nhà họ Bàng cũng gật đầu nhưng sắc mặt vô cùng nặng nề. Thang gia thiếu ân tình Bàng gia, cho nên miễn là Bàng gia mở miệng, hơn nữa chỉ đối phó một chút cơ, thang gia nhất định không nói gì. Nhưng ân tình dùng một lần ít một lần, về sau lại nghĩ nhờ thang gia làm việc thì không phải chuyện một câu nói như hiện tại. Ác tử đáng chết, các đại lão bàng gia đều oán hận không nhẹ, đi đón bàng phi Nhiên trở về. Lão tổ bàng gia tiếp tục nói: "Nếu là điều kiện cho phép, chúng ta nên bắt sống, lão phu có dự cảm, trên người tiểu tử kia có bí mật to lớn, lần này nói không chừng là bước ngoặt của bàng gia ta." Nghe nói như thế, người nhà họ bàng cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. "Đúng vậy, Lăng Hàn Cường đại không thể tưởng tượng nổi, trên thân kẻ này chắc chắn có bí mật kinh người, nếu có thể bị bàng gia chiếm được, nói không chừng bàng gia sẽ nhân họa đắc phúc." nhất định không thể cho thang gia biết nội tình lăng hàn đúng thế bảo bọn họ bắt sống cho dù không thể bắt sống cũng phải mang thi thể về bọn họ liên tục lên tiếng vẻ mặt thập phần hưng phấn nhưng lại là quên một sự kiện đó chính là lăng hàn thân ở bên trong giáp nguyên phủ cho dù là thang gia cũng dám xông vào giáp nguyên phủ giết người bắt người việc này chính là nhục nhã hoàng triều mạnh thị thang gia không dám làm như thế bọn họ chỉ nợ nhân tình làm sao có thể nhìn gia tộc bị diệt lăng hàn về tới giáp nguyên phủ lúc này cách nửa đêm còn kém một chút hắn đừng ở cửa ra vào một hồi và bước vào trong mặc dù đường nghiêm hứa hẹn chẳng mấy chốc sẽ đón hắn ra nhưng dù sao đó là chuyện sau này lang hàn trở lại chỗ ở còn không chờ hắn đi nghỉ ngơi lại nghe người hầu đến báo liễu huân vũ cầu kiến ân muộn như vậy lang hàn nghĩ nghĩ nói mời hắn ngồi xuống phòng khách chỉ một hồi đã thấy người hầu dẫn liễu huân vũ tới bái kiến liễu đội trường lang hàn đứng lên chào hỏi liễu huân vũ nở nụ cười xinh đẹp tư vị tự do thế nào rất tốt lăng hàn gật gật đầu đúng thế không mất đi tự do thì ngươi không tưởng tượng nổi tự do chân quý cỡ nào liễu huân vũ hết sức hài lòng với câu trả lời của lăng hàn lại hỏi vậy ngươi có muốn tiếp tục tự do không ánh mắt lăng hàn nhảy một cái đây là ý gì miễn là ngươi chân tâm thật ý làm việc cho ta ta có thể cam đoan với ngươi mỗi tháng ngươi có đặc quyền ra ngoài một lần liễu huân vũ ung dung nói ra lời nói có tự tin mãnh liệt. Những người mất tự do như bọn họ, tư vị tự do ngắn ngủi sẽ càng khao khát được tự do hơn. Đây là dù hoặc to lớn, Liễu Huân Vũ không tin Lăng Hàn có thể chống cự. Lăng Hàn mỉm cười, như thế nào mới là chân tâm thật ý làm việc, mỗi ngày ngươi luyện cho ta 10 viên hóa cơ đan. Rốt cuộc Liễu Huân Vũ lộ ra mặt thật của mình, ngươi không cần lo chuyện dược liệu, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng cho ngươi, ngươi chỉ cần luyện đan là đủ. Đối với nàng, hóa cơ đan có công dụng quá lớn. Nàng không có ý định bán ra, mà là muốn dùng kết giao với những nhị thế tổ kia, tiến vào trong vòng tròn luẩn quẩn đỉnh cấp của đế đô. Lăng Hàn lắc đầu, thật có lỗi, điều kiện này tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. Liễu Huân Vũ mỉm cười, cũng không có tức giận, nói: "Nếu thêm ta thì sao?" "Hả?" Lăng Hàn kinh ngạc nhìn Liễu Huân Vũ, đây là ý gì? "Miễn là ngươi làm việc thay ta, ta chính là người của ngươi." Liễu Huân Vũ dùng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc nói ra: đôi mắt như hoa đào ẩn chứa sương mù. Lăng Hàn đã hiểu ra, vì cái gì nơi này có hai chú đỉnh nhưng hết lần này tới lần khác lại lấy nàng cầm đầu. Hơn nữa tất cả mọi người là hạt nhân, nàng dựa vào cái gì có thể tranh thủ một ngày tự do cho mọi người. Trước đó nàng đã nói, miễn là Lăng Hàn nghe nàng, mỗi tháng đều có thể ra ngoài một ngày. Tông nhân phủ là nàng mở sao, nàng chỉ là chú đỉnh, thả trên nguyệt hoa tinh, dạng người này không được gọi là cường giả, tại sao tràn đầy lòng tin như vậy. Nhưng nếu như lấy sắc đẹp làm mồi nhử thì có khác biệt. Thật bẩn, Lăng Hàn cảm thấy buồn nôn, thản nhiên nói, "Xin tự trọng." Liếu Huân vô kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại cự tuyệt mình. Phải biết nàng vốn chính là mỹ nữ trong mỹ nữ, thứ hai những người bọn họ bị nhốt ở đây nên không thể tiếp xúc nữ sắc, chẳng lẽ còn muốn ra tay với bác gái hơn 40 sao? Hiện tại nàng chịu chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi lại không động tâm chút nào sao? Ta chính là chú đỉnh cảnh, ngươi chơi qua nữ nhân cảnh giới này chưa? Liễu Huân Vũ lại dụ dỗ Lăng Hàn khinh bỉ, nữ nhân này còn có mặt mũi nói mình là chú đỉnh cảnh. Nàng chính là một con gà, còn đang tận lực mời chào bản thân mình. Ta muốn nghỉ ngơi, mời trở về đi. Hắn đứng lên đi vào phòng ngủ. Liễu Huân Vũ không có hành động nhưng trên gương mặt đã lạnh buốt như băng. Nàng bị cự tuyệt, nàng lại bị cự tuyệt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa cự tuyệt nàng chỉ là một tên chúc cơ cảnh. Hừ, nếu không phải nhìn ngươi còn có giá trị lợi dụng, Ngươi nhục nhã ta như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Nàng cắn răng nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ biết kết cục đối đầu với ta là gì, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nàng hư một tiếng, nghênh ngang rời đi, sáng sớm hôm sau, lăng hàn tu luyện dưới ánh mặt trời. Hắn phát hiện tu luyện dưới ánh mặt trời sẽ có tiến cảnh nhanh hơn một chút, mặc dù chỉ có chút yếu ớt. Dưới ánh mặt trời, năng lượng thiên địa sẽ càng có sức sống, nhưng lúc trước hắn tu luyện chưa từng biểu hiện ra chẳng lẽ đây là bởi vì hắn sửa tu cổ dương thiên công sao? Sau khi Lăng Hàn kết thúc tu luyện, một tên tôi tớ đến tìm hắn, sắc mặt hết sức khó coi. Hàn thiếu, ta không thể cầm được tài nguyên tu luyện hôm nay, cho dù là đồ ăn cũng không có. Hắn nói, a, à, đến nhanh như vậy sao? Lăng Hàn biết hắn cự tuyệt liễu huân vũ khẳng định sẽ bị đối phương trả thù, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ha ha, lạm dụng quyền lực phân phối tài nguyên trong tay sao? Lăng Hàn gật đầu, ta đã biết, Hàn thiếu, tên tôi tớ kia nói, nếu không thì ngươi nên cúi đầu với liễu đại nhân đi, lão nô nghe nói liễu đại nhân có giao tình rất tốt với đại nhân vật nào đó trong tông nhân phủ. Lăng hàn cao mày, lúc nào ngay cả người bên cạnh mình cũng làm thuyết khách. Đi xuống đi, hắn phất tay, hàn, tên tôi tớ còn muốn khuyên bảo, xuống dưới, lăng hàn không vui, tên tôi tớ bất đắc dĩ, đành phải lui xuống, nhưng ánh mắt nhìn lăng hàn mang theo bất mãn. Ngươi là trúc cơ, chỉ cần hấp thụ năng lượng thiên địa là không chết, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ là phàm nhân, không có đồ ăn bọn họ ăn cái gì mà sống. Hắn hoán hận rời đi, hắn muốn liên hợp hai tôi tớ khác bãi công. Chương 4207, Đường Nghiêm tới. Tài nguyên tu luyện cũng không phải chuyện lang Hàn lo lắng, hắn có thể luyện đan, hơn nữa cũng không thiếu đạo thạch, cho nên Liễu Huân Vũ cắt xén hay không cắt xén tài nguyên tu luyện của hắn, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần lo lắng. Lui một bước, đường nghiêm chậm chạp không có đến hắn cũng có thể thông qua đại hát cầu đi tìm thứ mình muốn buổi trưa trôi qua nhanh chóng tới gần lúc ăn cơm chỉ thấy hàn băng nghênh ngang xông vào hắn thật sự xông vào không có thông qua tôi tớ thông bẩm cứ phá cửa mà vào dáng vẻ rất bá đạo tiểu tử xem phân thượng ngươi cử tuyệt hôm nay ta không đánh ngươi hàn băng lạnh lùng nói nhưng ngươi không ngoan ngoãn nghe lời làm việc đã làm ta không vui làm sao bây giờ câu nói đầu tiên rất mâu thuẫn mà kết hợp câu nói thứ hai thì càng kỳ quái. Trong nội tâm Lăng Hàn suy nghĩ và hiểu ra, Hàn Băng là nhân tình với Liễu Huân Vũ, cho nên chính mình cự tuyệt trở thành khách quý của Liễu Huân Vũ cũng làm lòng ghen tuông của đối phương tiêu tan không ít. Nhưng đối phương có lợi ích đoàn đội với Liễu Huân Vũ, chính mình cự tuyệt Liễu Huân Vũ, chẳng khác nào cự tuyệt hắn, cho nên Hàn Băng rất khó chịu. Nơi này thật loạn, Lăng Hàn cảm thán, Hàn Băng tuyệt đối không phải nhân tình duy nhất của Liễu Huân Vũ, Nhìn Liễu Huân Vũ vì muốn chúc cơ toàn lực làm việc cũng không ngại dùng thân thể của mình đổi lấy, có thể thấy được nữ nhân này tùy tiện cỡ nào. Lăng Hàn, người muốn chết sao? Hàn băng cất cao âm lượng, lộ ra vẻ giận dữ. Lăng Hàn lắc đầu, đều là hạt nhân, cá mè một lứa, có cái gì mà đắc ý? Có bản lĩnh người ra ngoài giống hai tiếng, tại sao ta phải ra ngoài giống? Hàn băng có xúc động đánh Lăng Hàn trong đầu, nhưng nghĩ tới hôm nay không đánh người nên nội tâm phiền muộn. Sớm biết người này không biết tốt xấu như thế, hắn cũng không có nói lời tuyệt đường lui như vậy không được như vậy sẽ làm hắn phát điên mất hừ hắn phải tay áo bỏ đi lần sau hắn tới đây tuyệt đối sẽ cho lăng hàn biết kết cục bị đánh là gì lăng hàn biểu lộ lạnh lùng hắn mới là người bị khi dễ có vẻ giống như hàn băng mới là người bị ủy khuất đường nghiêm người nên nhanh dẫn ta ra ngoài đi chuyện hôm nay thật bực mình buổi chiều lăng hàn bảo đại hắc cẩu đi mua vật liệu hóa cơ đan kết quả đại hắc cẩu lại bị ngăn cản sau đó lăng hàn liền cho biết miễn là có quan hệ với hạt nhân cho dù con mũi bay ra ngoài cũng phải được tông nhân phủ đồng ý ha ha tại sao mấy ngày trước không đề cập tới việc này chuyện này tự nhiên là trò quỷ của liễu huân vũ lăng hàn không có tranh luận hắn bảo đại hắc cầu phủ ra hư không thú và lặng lẽ rời khỏi hạt nhân phủ dùng tu vi trúc cơ phủ thêm ra hư không thú cho dù chú đỉnh cảnh không ở gần cũng rất khó phát hiện đại hắc cầu thuận lợi ra vào thay lăng hàn mua được vật liệu nhưng lăng hàn cảm thấy phi thường khó chịu một ngày trôi qua như thế, thời gian kế tiếp vẫn như thế, Lăng Hàn bị khống chế nghiêm mật trong hạt nhân phủ, không có đồ ăn và tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn gánh vác được nhưng tôi tớ của hắn lại là phàm phu tục tử, miễn cưỡng trèo chống ba ngày, bọn họ cùng nhau đào tẩu, không chịu làm việc tại nơi này. Bọn họ tới đây hầu hạ người, cũng muốn vớt chỗ tốt, về sau có cơ hội đột phá tiên đồ, nhưng bây giờ tốt rồi, chủ nhân còn khó đảm bảo bản thân mình, nếu tiếp tục như vậy sẽ chết đói, còn nói gì tiên đồ hay không tiên đồ. Ba người này cũng không phải phạm nhân, tự nhiên muốn đi thì đi, cùng lắm không có tiền công. Hiện tại Lăng Hàn biến thành trò cười trong hạt nhân phủ, ngay cả tôi tớ cũng bỏ chạy, người làm chủ nhân cũng đủ thất bại. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Lăng Hàn biết luyện đan, cũng không biết Lăng Hàn có danh tiếng trong đế đô, dù sao tinh võng bao trùm khu vực quá lớn, trên nguyệt hoa tinh phát sinh chuyên nhỏ này, trên tinh võng tính tính là cái gì. Liễu Huân Vũ đi tới lần nữa, nàng cười nhạt nói với Lăng Hàn một tiếng đã thay đổi chủ ý. Lăng Hàn bỏ mặc loại nữ nhân này quá buồn nôn, hắn nhìn cũng cảm thấy dơ mắt. Liễu Huân Vũ cũng không có bức bách, chỉ là lộ ra vẻ đắc ý. Người có thiên phú luyện đan thì thế nào, không có vật liệu để người thi triển, người chính là một tên nhân. Người có thiên phú võ đạo kiệt xuất, không có tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào mình dẫn dắt lực lượng thiên địa, chẳng mấy chốc sẽ từ thiên tài biến thành kẻ bình thường, cũng chẳng khác gì phàm phu tục tử. Lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào tới tìm ta, Điều kiện vẫn như cũ. Nàng quay người rời đi, lưu cho Lăng Hàn bóng lưng mê người, khẽ lắc mông, phong tình vô hạn. Lăng Hàn không quan tâm tới, cho dù không có Đường Nghiêm thì hắn cũng không có khả năng đi vào khuôn khổ, cùng lắm thì vận dụng Thiên Đạo Hỏa Đại Náo một hồi. Nói ra, Đường Nghiêm chết ở đâu rồi? Lại một ngày trôi qua, thang ra, Bàng huynh, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, nhưng người đang ở bên trong hạt nhân phủ, nếu chúng ta cưỡng ép xông vào trong đó giết người, chẳng khác gì đối địch với mạnh gia. Nam tử trung niên bụng phệ kêu khổ với Bàng Phi Nhiên. Bàng Phi Nhiên lắc đầu, Thang Minh huynh người hiểu lầm, lão tổ tông có ý hy vọng Thang gia có thể xuất động cường giả chú đỉnh cảnh canh chừng bên ngoài hạt nhân phủ, miễn là ác tử kia rời khỏi phủ liền lập tức xuất thủ bắt người. Tên nam tử trung niên bụng phệ tên là Thang Minh, hắn và Bàng Phi Nhiên đồng thời cũng là trúc cơ, hiện tại Bàng Phi Nhiên đã thành phế nhân, nếu không phải còn có bối cảnh Bàng gia, Thang Minh tuyệt đối không có khả năng xưng huynh gọi đệ với hắn. Được rồi, nếu lão tổ bàng gia đã nói như vậy, chuyện này chúng ta nhất định phải giúp. Thang Minh gật gật đầu, giống như làm ra quyết định rất chật vật. Bàng Phi Nhiên tự nhiên biết vẻ mặt này là làm cho hắn nhìn, cũng đang bày tỏ từ đó về sau thang gia sẽ không nợ bàng gia cái gì. Trong lòng của hắn cười lạnh, chỉ bắt chúc cơ liền trả ân tình cho các ngươi, các ngươi còn làm dáng vẻ chúng ta chiếm tiện nghi, hư, thật sự lấn bàng gia xuống dốc, bàng gia lúc trước có hóa linh chân quân tỏa chấn, bảo thang gia làm ít chuyện, thang gia dám không tuân theo sao. Chờ đó, nếu bàng gia đạt được bảo thuật trên người lăng hàn và quật khởi lần nữa, nhất định sẽ cho thang gia biết cái gì gọi là hối hận. Đứng trước cửa giáp nguyên phủ, một nam tử dáng người thon dài, anh Tuấn không gì sánh được đang đi nhanh, hắn long hành hổ bộ, mặc dù chỉ là một người nhưng sinh ra khí thế cường đại như thiên quân vạn mã tới. Đường nghiêm tới, tiểu hầu ra ra vào xưa nay không mang theo tôi tớ, ngược lại trong đế đô này hắn chỉ cần ra mặt là được, sẽ có người ra roi thúc ngựa nịnh nọt hắn. Dừng lại, giáp nguyên phủ không được tự tiện xông vào. Thủ vệ cửa ra vào quát lên, gương mặt đường nghiêm biến thành màu đen, khí chàng bị phá. Không phải nói chỉ cần ra mặt là đủ sao, chương 4208, người dám trốn thử xem. Ta là đường nghiêm, đường nghiêm trầm giọng nói, ta là liễu nghiêm, thủ vệ thọt một câu, đây là hạt nhân phủ, hắn là vệ sĩ hạt nhân phủ, cũng chính là người của triều đình, cho dù gặp thiếu gia tiểu gia tộc cũng dám quát tháo, ai lại dám động người của triều đình, muốn tạo phản sao. Bốp, vừa mới nói xong câu này, thủ vệ kia bị tát một cái, hắn định quay đầu quát tháo, nhưng nhìn thấy gương mặt người kia thì giật mình, cười nói. Lão đại, hắn chính là lão đại trong thủ vệ, cũng là trúc cơ duy nhất, gương mặt hắn đang tươi cười, dáng vẻ không thèm quan tâm tiểu đệ của mình, hắn chỉ vào đối phương và cười nói với đường nghiêm. Tiểu hầu ra, gia hỏa này vừa mới tham gia quân ngũ trở về, là nhà quê, không có nhãn lực gì, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Cái gì, tên thủ vệ quá sợ hãi tiểu hầu gia tại đế đô chỉ có một tiểu hầu gia đó chính là kỳ lân tử đường gia đường nghiêm hắn cảm thấy lạnh run nếu đường nghiêm muốn đối phó hắn hắn không biết chết như thế nào đường nghiêm không chút biến sắc chỉ là nói ta không thể vào đương nhiên có thể đương nhiên có thể đầu mục thủ vệ cười nói đừng nói hạt nhân phủ cho dù là tông nhân phủ có lẽ vị tiểu hầu gia này cũng dám xong đường nghiêm phủi phủi tay áo hắn nhanh chân đi vào hạt nhân phủ thủ vệ kia thở phào nhẹ nhóm cảm thấy trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Khí chàng của tiểu hầu ra thật sự là dọa người, hắn nói thầm. Vì sao vị này lại đột nhiên chạy vào trong hạt nhân phủ? Lăng Hàn, ngoài cửa có tiếng quát lớn vang lên, Lăng Hàn mới vừa kết thúc tu luyện không đến bao lâu, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn cũng sắp tu hành trúc thiên cơ đến viên mãn, khối tiên đạo cơ sở thứ hai đã lớn hơn không ít, chừng 10 ngày nữa là có thể đạt tới viên mãn. Bởi vậy tâm tình của hắn không tệ, hắn có thể quét ngang tất cả trúc thiên cơ và trúc cực cơ, sau khi bước vào trúc cực cơ cũng có thể địch nổi chú đỉnh. Dù chỉ là chú đỉnh yếu nhất, lúc này có tiếng quát vang lên, tâm tình tốt đẹp của Lăng Hàn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Không có tôi tớ, Lăng Hàn chỉ có thể tự mình ra ngoài, hắn mở cửa ra, chỉ thấy ba người Liễu Huân Vũ, Hàn Băng, Triệu Tiếu đang đứng ở bên ngoài, từng người dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. "Làm gì, sớm như vậy tới thăm ta sao?" Lăng Hàn từ tốn nói, "Mấy ngày nay không dễ chịu đúng không?" Liễu Huân Vũ khe cười duyên, nói: không có tôi tớ phục thị không có tài nguyên tu luyện không có vật liệu có thể luyện đan đây là tù phạm chân chính Lam hàn cười một tiếng rất thanh tính không phiền không lo giả vờ hảo hán hàn băng lạnh lùng nói chúng ta cũng không có kiên nhẫn chờ ngươi hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là ngoan ngoãn nghe lời hoặc là chúng ta trên cơ sở này lại thêm một tiết mục đánh ngươi biết ngươi chúc cơ vô địch nhưng trước mặt ba người chúng ta chú đỉnh cảnh ngươi tính toán là cái gì Triệu Tiếu lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, không nói cái khác, tiên đỉnh chúng ta vừa ra, người có thể đứng là chuyện rất khó tin. Hàn băng tiếp lời, hắn phóng xuất tiên đỉnh của chính mình, nó hiển hiện trên đỉnh đầu của mình, sau đó phóng đại, ông, tiên đỉnh màu vàng nhạt cổ lão mà tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chú đỉnh chia làm ba tiểu cảnh giới, theo thứ tự là nhân đỉnh, địa đỉnh cùng thiên đỉnh, rất dễ phân chia, nhân đỉnh chính là một cái đỉnh, địa đỉnh là hai cái, thiên đỉnh là ba đỉnh. Nhưng nghe nói đây cũng không phải là chú đỉnh cực hạn, giống như khai khiếu cảnh thấp nhất là mở ra 36 cái khiếu huyệt liền có thể đột phá tầm bí cảnh, tu ra ba đỉnh thật sự có thể xung kích sinh đan, nhưng mà chú đỉnh cảnh còn có thể tu ra 4 đỉnh, 5 đỉnh, thậm chí là 9 đỉnh, từ xưa đến nay có thể tu ra 4 đỉnh liền có thể xưng là thiên tài, 8 đỉnh chính là tuyệt thế thiên tài, 9 đỉnh. Ha ha, mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thể có một người, dạng người này có tiềm lực trở thành thánh nhân. Hàn băng chỉ có thể vận dụng một đỉnh, nói rõ hắn chỉ đứng ở cấp bậc thấp nhất của tiên đỉnh cảnh, nhân đỉnh cảnh. Hơn nữa đỉnh của hắn chỉ có hai chân, nói rõ hắn không có tu nhân đỉnh cảnh đến viên mãn viên mãn là ba chân. Tiên đỉnh tạo thành thế nào? Dựa vào cơ sở của tiên đạo, cho nên tiên đỉnh nhìn có màu vàng nhạt, màu bạc và màu hoàng kim, sau khi dùng tiến vào tiên đồ có liên quan trực tiếp với việc hình thành tiên đạo cơ thạch. Tiên đỉnh màu vàng nhạt, ha ha, đây là tiên đỉnh yếu nhất. Nhưng chú đỉnh không phải nghiền ép tuyệt đối trúc cơ hay sao? lăng hàn đứng hiên ngang góc áo không bay chút nào a à, ba người liễu huân vũ đều kinh ngạc sao lại có thể như thế tiên đỉnh vừa ra nhưng không thể ảnh hưởng trúc cơ sao tiên đỉnh yếu hơn nữa đó cũng là tiên đỉnh có thể nghiền áp cấp độ tiên đạo của trúc cơ có gì đó quái lạ triệu kiếu nói ánh mắt hắn sáng rực đầy tham lam hắn tin tưởng trên thân lăng hàn nhất định cất dấu bí mật kinh người chỉ màn sáng tinh thần đã làm hắn đỏ mắt hiện tại lại thêm lăng hàn không sợ tiên đỉnh áp chế hắn càng tin tưởng Lăng Hàn vô cùng khả năng đạt được truyền thừa từ cường giả thượng cổ. Không nghe lời, trực tiếp bắt lại, hắn bước nhanh về phía Lăng Hàn, muốn bắt lấy Lăng Hàn trước sau đó trực tiếp siêu hồn. Chuyện này dính tới vấn đề mình cường đại, hắn tự nhiên sẽ vứt liếu huân vũ sang một bên, đặt bản thân lên vị trí đầu tiên. Lăng Hàn nghiêm túc, hắn còn không có bước vào trúc cực cơ cho nên không thể địch nổi tiên đỉnh yếu nhất cho dù bước vào trúc cực cơ có thể địch nổi chú đỉnh hay không còn phải đánh qua mới biết. Chẳng lẽ muốn tế ra thiên đạo hỏa? Lăng Hàn có chút buồn bực, lá bài tẩy của hắn cũng quá cao cấp, động một chút lại có thể đốt từ tôn người, chẳng lẽ liền không có vừa vặn đối phó chú đỉnh đấy sao? Hừ, người muốn làm cái gì? Một tiếng cười lạnh truyền tới mang theo hàn ý lành lạnh. Đường nhiêm, Lăng Hàn nhìn sang liền tươi cười, rất tốt, hắn không cần để lộ át chủ bài. Ngươi là ai? Hàn băng trực tiếp trách mắng. Liễu Huân Vũ cũng nhìn thoáng qua, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Không giống với Hàn băng và Triệu Tiếu, nàng làm người khéo léo, càng có giá tâm cực lớn, cho nên những người thừa kế trọng yếu trong thanh long hoàng triều, từng hậu đại gia tộc, nàng đều hiểu biết cho dù chưa gặp mặt cũng thấy qua hình ảnh, không đến mức gặp mặt sẽ không nhận ra. Đây là đường nghiêm, là tồn tại đỉnh cấp trong nhị thế tổ, lúc sinh ra đời đã được phong hầu, phần khác biệt này là độc nhất trong thanh long hoàng triều. Ngậm miệng, liễu huân vũ vội vàng khiển trách, vị này là đường nghiêm tiểu hầu ra, không được cản rỡ. Hàn băng nghe xong lập tức run rẩy, cho dù hắn chưa từng gặp qua đường nghiêm, nhưng khẳng định nghe nói qua đế đô có nhân vật như vậy. Thật xin lỗi, tiểu hầu ra, hắn vội vàng bày ra tư thái khiêm tốn, đường nghiêm đi tới, đột nhiên giơ một tay lên tát vào mặt hàn. Dựa theo bản năng, hàn băng vội vàng nghiêng đầu sang một bên. Đường nghiêm đánh không chúng, trên mặt lộ ra thần sắc lạnh lẽo, nói. Người còn dám trốn thử một chút, dứt lời, hắn lại tát một cái. Trường 4209, đường nghiêm nổi giận. Hàn băng cũng nổi giận, mặc dù hắn là hạt nhân, nhưng cũng không phải là tù phạm đúng nghĩa, hơn nữa có thể làm hạt nhân đều là nhân vật trọng yếu trong thế lực, vô cùng có thể là công chúa, hoàng tử, hiện tại có người muốn tát vào mặt hắn, hắn còn phải đứng thẳng cho người tát, có đạo lý như vậy sao? Hàn băng, liễu huân vũ lớn tiếng kêu lên, nội tâm hàn băng chấn động, liễu huân vũ có ảnh hưởng cực lớn lên hắn. Bởi vậy hắn muốn tránh né nhưng đầu lại không động, ba, một bàn tay tát vào mặt của hắn. T, thật bá đạo, triệu tiếu nhìn vào trong mắt, hắn cắn răng không nói gì cũng may mắn chính mình không có mở miệng nếu không đoán chừng cũng khó tránh đãi ngộ như vậy nhưng hắn cao hứng quá sớm đường nghiêm đi tới một bước hắn đã không nhìn hàn băng a à, ngươi muốn làm gì nội tâm triệu tiếu hoảng hốt ngươi làm gì tới gần ta tại sao phải gần như vậy hóa hắn còn chưa nghĩ xong chỉ thấy đường nghiêm lại giơ tay lên làm gì ta lại không có đắc tội ngươi ngươi làm gì tát ta Xoát, thời điểm bàn tay đường nghiêm đánh xuống Triệu Tiếu vội vàng tránh xa thật nhanh, cho dù Liễu Huân Vũ có giống lên thì hắn cũng không thể cho người ta tát vào mặt. Hắn cũng không phải người có ý chí bạc nhược như Hàn Băng, bị Liễu Huân Vũ ăn gắt gao. Vậy mà Đường Nghiêm thật sự quyết tâm, hắn tát một cái, lập tức lại phát động thế công liên tiếp, không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra khí tức tiên đạo, bành bành bành, trên tường rào có nhiều lỗ thủng hơn. Ngươi khinh người quá đáng, Triệu Tiếu gầm thét, hắn toàn lực ứng phó, muốn kịch chiến với Đường Nghiêm. Đường Nghiêm không giận không sợ hãi, chiêu chiêu ép sát chỉ qua vài chiêu triệu tiếu lâm vào hạ phong hoàn toàn thực lực của hai người tranh lệch quá xa triệu tiếu mất đi sức chống cự rất nhanh đường nghiêm cũng đánh đủ càng làm cho triệu tiếu buồn bực là hắn căn bản không biết tại sao đường nghiêm muốn đánh chính mình hắn cũng không có đắc tội với đường nghiêm hơn nữa hàn băng chỉ bị một tát hắn thì ăn no đòn a à, người mắng người chỉ bị một tát người không có mắng lại ăn no đòn đây là đạo lý gì liễu huân vô tự nhiên nhìn không được nàng vội vàng khuyên nhủ. Tiểu hầu ra, không biết triệu tiếu đắc tội người điểm nào. Đường nghiêm dừng đánh, a một tiếng, nói, thì ra người này gọi là triệu tiếu, con mẹ ngươi, triệu tiếu thật sự muốn khóc, ngươi cũng không biết tên của ta, còn đánh ta ác như thế, ta thật oan mà. Bành, đường nghiêm nâng quyền lên và bắt đầu đánh, triệu tiếu kêu thảm thiết, hắn trừ không có hạ tử thủ ra, đánh thật sự không nhẹ. Thẳng đến khi hắn đánh mệt mỏi, lúc này mới vỗ vỗ tay ngừng lại, sau đó lo lắng nói biết vì cái gì ngươi chỉ bị một bà tay mà hắn lại bị ta đánh không? Hắn hỏi hàn băng, đại khái là đầu óc ngươi có vấn đề đi, hắn chỉ lẩm bẩm trong lòng nhưng chắc chắn sẽ không nói ra, thậm chí sẽ không mở miệng. Đường nghiêm cũng không muốn hắn trả lời, lập tức đưa ra đáp án. Bởi vì ngươi đắc tội ta, ta tắt ngươi một tát, hơi trừng phạt ngươi là được. Nhưng hắn đắc tội bằng hiếu của ta, ha ha, vậy ta cũng không khách khí. Bằng hiểu gì, trong lòng liễu huân vũ sinh ra suy đoán không thể tưởng tượng nổi, nhưng sao lại có thể như thế chứ? Lăng Hàn chỉ mới ra ngoài một ngày, làm sao có thể kéo quan hệ với tiểu hầu ra đường nghiêm? Hai người căn bản không phải người chung thế giới. Lăng Hàn, vài ngày không gặp, đường nghiêm chào hỏi Lăng Hàn. Khốn kiếp, là như thế. Liễu Huân Vũ, Hàn Băng, Triệu Tiếu lập tức xứng sờ, việc này không dễ làm, đường nghiêm lại là bằng hữu của Lăng Hàn. Dạng người này tông nhân phủ không xen vào, bọn họ làm sao đối kháng. Về sau còn có thể ức hiếp Lăng Hàn sao? Liễu Huân Vũ càng hối hận, sớm biết như vậy cho dù Lăng Hàn thắng, nàng cũng sẽ tước đoạt cơ hội Lăng Hàn ra ngoài, làm sao bây giờ? Người ta nhắc lên quan hệ với tiểu hầu ra đường nghiêm, còn ai dám động tới sợi lông của hắn? Nhưng bây giờ không phải bọn họ về sau thu thập Lăng Hàn như thế nào, mà là đường nghiêm muốn xả giận vì Lăng Hàn, bọn họ làm sao đối phó với lửa giận của tiểu hầu ra bây giờ? Đường nghiêm lại nhìn Liễu Huân Vũ một chút, nói, ngươi nên cảm thấy may mắn ta không đánh nữ nhân, đều cút cho ta, sắc mặt ba người liếu huân vô tái nhợt và không dám thả cái rắm lúc này xoay người rời đi. Thứ nhất, thân phận bọn họ là hạt nhân, kém xa tiểu hầu ra như mặt trời ban trưa. Thứ hai, đường nghiêm chỉ ít có tu vi địa đỉnh, ba người bọn họ có liên thủ cũng không làm gì được đường nghiêm. Còn làm thế nào, lang hàn mỉm cười, cảm ơn, cảm ơn cái gì, xem ta là người ngoài sao. Đường nghiêm làm bộ không vui nói một câu, ha ha, đến đây, mời vào trong, ta pha cho người ngân phượng trà đặc sản của thiên hải tinh lăng hàn dẫn đối phương vào phòng mặc dù từ ngoài đã bị phá thành mảnh nhỏ nhưng phòng trong vẫn còn hoàn hảo hắn ngâm hai chén trà đường nghiêm cầm chén lên ngửi một cái không khỏi nói hương trà xông vào mũi không cần phải nói trà này hương vị khẳng định rất tốt thưởng thức một ngụm hắn lộ ra dáng vẻ dư vị thật lâu không nói hắn uống một chén xong lăng hàn lại nâng bình trà lên rót đầy cho hắn a à, tôi tớ của ngươi đâu rồi đường nghiêm kinh ngạc hỏi chạy rồi Lăng Hàn cười nói, làm sao có thể chạy, đường nghiêm cảm thấy kỳ quái. Lăng Hàn cũng nói chuyện bị cắt xén tài nguyên tu luyện một lần, sắc mặt đường nghiêm dần dần âm trầm. Thật sự không nghĩ tới thì ra nữ nhân kia mới là đầu đảng tội ác. Đường nghiêm hừ một tiếng, hắn là người chủ nghĩa nam tử, cho rằng nữ nhân chính là phụ thuộc nam nhân, cho nên vừa rồi theo bản năng cho rằng triệu tiếu cùng Hàn băng mới là chủ mưu. Người nhẫn nại vài ngày, ta đã thông quan hệ gần hết, ít ngày nữa người có thể chuyển ra khỏi giáp nguyên phủ. Hắn còn nói thêm, về phần Liễu Huân Vũ, hừ hừ, ta sẽ làm nàng tự ăn ác quả. Lăng Hàn gật đầu, cũng không có nói cảm ơn, đây là ân tình lớn, hắn sẽ ghi tạc trong lòng. "Đến, chúng ta ra ngoài một chút." Đường Nghiêm cười nói, "Tốt." Lăng Hàn gật đầu, hai người sóng vai rời đi, ra khỏi giáp nguyên phủ, hộ vệ cửa ra vào nhìn thấy rõ ràng nhưng lại cố ý giả mù. Theo lý bọn họ sẽ ngăn cản không cho Lăng Hàn ra ngoài, nhưng Đường Nghiêm đứng ngay bên cạnh, bọn họ dám sao? cách đó không xa đột nhiên bàng phi nhiên hưng phấn lên thang hoành tiền bối chính là tiểu tử kia hắn chỉ vào lăng hàn nói ra một câu lúc này hắn đứng cùng lão giả mũi ưng bên cạnh cửa sổ thang hoành gật đầu vào lúc muốn ra tay nhưng thời điểm nhìn thấy đường nghiêm lại giật mình hắn đang định hành động cũng im lặng bàng phi nhiên không nhận ra đường nghiêm bởi vì căn cơ bàng ra cũng không ở đây hắn cũng có chuyện mới đi vào đế đô cũng không phải chuyên môn nhắm vào lăng hàn hắn thấy thang hoành không có xuất thủ lúc này hắn rất gấp, thúc giục nói. Thang hoành tiền bối, chẳng qua là một chút cơ nho nhỏ, ngài tùy tiện khẽ vươn tay cầm lấy. Bắt con mẹ ngươi, thang hoành trừng mắt nhìn sang bàng phi nhiên, nếu không phải đối phương đã là một tên phế nhân, hắn khẳng định sẽ tát một cái. Ngươi muốn hại lão phu, hại thang gia ta có phải hay không? Hắn âm trầm nói một câu, chương 4210, sinh biến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt bàng phi nhiên đầy mờ mịt và ủy khuất, ta hại người nào? người xuất thủ giết hay bắt sống lăng hàn lại giao cho bàng ra không phải chuyện này đã sớm ước định cẩn thận hay sao tại sao không xuất thủ ngược lại còn làm ra dáng vẻ người bị hại thang thang hoành tiền bối vãn bối không hiểu ngươi nói gì hắn yếu ớt biện bạch một câu ngươi có nhìn thấy người kia chứ thang hoành chỉ vào đường nghiêm thấy được bàng phi nhiên gật gật đầu hắn chỉ bị mất tu vi chứ không mù lòa thang hoành kém chút bị hắn chọc tức chết lãnh đạm nói ngươi không có mù đúng không Ngươi không mù chẳng lẽ không nhìn ra đó là tiểu hầu ra đường ra sao? Cái gì tiểu hầu ra? Trước đó bàng phi nhiên không có tìm hiểu tư liệu, nào biết kẻ gọi là tiểu hầu ra là ai? Đường nghiêm, tộc nhân kiệt xuất nhất của đường ra thế hệ hiện tại, tiên thiên thần thể, sau khi sinh đã được bệ hạ phong hầu, người bảo ta đi bắt và giết người của hắn. Thang hoành cười lạnh, nếu hắn thật sự dám ra tay, có lẽ ngày mai thang ra sẽ bị đường ra tiêu diệt. Bàng phi nhiên giật mình kêu lên, hắn không biết đường nghiêm nhưng khẳng định biết đường ra, đây chính là gia tộc hóa linh cảnh, lại được bệ hạ sủng hạch, thế lực to đến kinh người. Nhưng đây cũng quá bất khả tư nghị, chỉ là một hạt nhân, làm thế nào có khả năng cùng quen biết với đường ra tiểu hầu ra. Lần này làm sao bắt lấy lăng hàn đây? Một bên khác, ba người liễu huân vũ đều ngồi trong phòng, gương mặt mọi người lạnh lẽo, còn có đàm chính kiệt. Tỷ, tiểu tử kia kết thành hảo hữu với đường nghiêm sao? Đàm chính kiệt vẫn như trong mộng, hoàn toàn không thể tin tưởng. Hàn băng bị đường nghiêm tát một cái nên nội tâm đầy khó chịu, thấy đàm chính kiệt còn muốn nhắc tới tên cặn bã kia liền tức giận ngập trời, quát. Ngươi não tàn sao, không phải như vậy thì tại sao chúng ta bị nhục nhã như thế? Ngươi, đàm chính kiệt muốn đấu khẩu nhưng nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Liễu Huân Vũ cho nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đều là người một nhà, không nên đấu tranh nội bộ. Liễu Huân Vũ áp chế mọi người, nhưng tiểu tử kia có tiểu hầu ra bảo bọc, chúng ta làm sao đối phó hắn bây giờ? Triệu Tiếu Oán hận nói một câu, hắn còn đang ngấp nghé bí mật trên người Lăng Hàn, hắn rất không cam lòng. "Yên tâm, ta sẽ không cho hắn rời khỏi Giáp Nguyên phủ." Liễu Huân Vũ nói chuyện tràn ngập tự tin. "Ồ, ba người Triệu Tiếu đồng thời nhìn về phía nàng, đây chính là Đường Nghiêm, kỳ lân tử của Đường gia, tiểu hầu gia chân chính." Liễu Huân Vũ hiện tại nhất định phải an ủi quân tâm, liền tiết lộ một số bí mật, nói: "Chúng ta thật sự không thể chống lại Đường Nghiêm, nhưng Giáp Nguyên phủ do tông nhân phủ quản, của đường nghiêm không thể duỗi vào. Ba người triệu tiếu đều lắc đầu, miễn là đường nghiêm chịu bảo vệ lăng hàn, muốn chuyển lăng hàn ra khỏi giáp nguyên phủ cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chẳng lẽ tông nhân phủ liền nguyện ý đắc tội đường nghiêm sao? Tin tưởng ta, đường nghiêm không thể cứu lăng hàn ra ngoài. Không ai có thể cứu hắn, liễu hơn vũ tử tốn nói ra, nhưng bên trong ánh mắt lại tản ra hàn mang, tràn đầy âm trầm. Thời gian hai ngày trôi qua, đường nghiêm lại tới, nhưng sắc mặt hắn lần này rất kém, giống như ẩn chứa lửa giận cực lớn thế nào trời sập lang hàn cười nói banh đường nghiêm nặng nề vỗ bàn nói chuyện có biến ta đã sắp xếp xong xuôi hai ngày qua tông nhân phủ sẽ phái người tới tuyên bố tin tức ngươi có thể rời khỏi giáp nguyên phủ nhưng hôm nay ta lại thu được thư của tông nhân phủ bảo ta phá hư quy củ nói tóm lại bọn họ lật lọng không có ý định cho ngươi rời đi lang hàn kinh ngạc đường nghiêm đã nói sắp xếp xong xuôi lấy thân phận và địa vị của hắn đương nhiên sẽ không khoác lác việc này chính là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng bây giờ tông nhân phủ lại đột nhiên đổi ý, đây là vì sao? Hoàng thất không có phát sinh biến động, vì sao đột nhiên như vậy? Trong đó tất nhiên có ma, liễu huân vũ, có khả năng sao, nàng chỉ là một hạt nhân, dựa vào cái gì đi ảnh hưởng quyết định của tông nhân phủ, thậm chí không tiếc đắc tội tiểu hầu ra như đường nghiêm. Cổ quái, ta sẽ đi điều tra chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian. Đường nghiêm trần chờ, nhìn thái độ kiên định của tông nhân phủ hiện tại thì khả năng thay đổi thái độ rất thấp hắn cũng chỉ là tiểu hầu gia lại không phải thánh thượng đương triều có thể một lời độc đoán đúng rồi đột nhiên đường nghiêm nhớ tới một chuyện dùng sức vỗ tay một cái nhưng dừng một chút hắn lắc đầu nói không nên không nên tuyệt đối không thể làm được ngươi nghĩ ra cái gì Lăng hàn hỏi còn có một biện pháp không cần đi qua tông nhân phủ nhưng mà khả năng gần như bằng không đường nghiêm nói a à, nói nghe một chút Lăng Hàn cười nói, miễn là có một chút hy vọng thì có thể thử. Đường nghiêm nghĩ nghĩ, vẫn nói, tiếp qua 20 ngày sau chính là đại thọ ba vạn tuổi của bệ hạ, vì thế cả nước đều được đại khánh, bệ hạ thích nhất tuổi trẻ Tuấn Kiệt, sẽ tổ chức võ giả thi đấu cùng dai, nếu như ngươi có thể trổ hết tài năng, đừng nói là tông nhân phủ đứng ra, thậm chí còn được phong quan chức. Phong quan hay không Lăng Hàn không hề để tâm, chỉ cần rời khỏi giáp nguyên phủ là đủ. Hắn mỉm cười, chủ ý này không tệ, ngươi chỉ là đan sư, vũ lực không phải điểm mạnh của ngươi. Đường nghiêm lắc đầu, nói, phương án này tạm thời đặt phía sau, ta vẫn sẽ đi tông nhân phủ hỏi thăm, rốt cuộc là tên nào đối đầu với ta, lại dám khước từ ta vớt một người ra ngoài. Đi, lăng hàn gật gật đầu, nhưng hắn đã đặt hy vọng vào luận võ. Với thực lực của hắn còn sợ không thể quét ngang trúc cơ hay sao? Ân, đặt trong toàn vũ trụ, hắn có khả năng không thể đứng vào top 10, dù sao yêu nghiệt trong thiên hạ nhiều không kể xiết, nhưng chỉ trong thanh long hoàng triều và thế lực phụ thuộc. Chỉ là chút lòng thành, hơn nữa hắn cũng chỉ cần thời gian 10 ngày là tiến vào chút cực cơ, đến lúc đó hắn có lòng tin đánh thắng thủy nhất, vạn đạo. Đường nghiêm rời đi, hắn tự nhiên cảm thấy cho một tên đan sư đi đánh nhau là chuyện rất không đáng tin cậy, cho nên hắn tự nhiên vẫn phải đi tông nhân phủ tìm ra ai là người làm chuyện xấu, đám xóa bỏ hiệp nghị đạt thành lúc trước. Nhưng một ngày sau đường nghiêm liền trở về. Tông nhân phủ có một phó tông chủ tên là Mạnh Thụ Sương, chính là hắn dốc hết sức đè chuyện ngươi rời khỏi phủ. Lăng Hàn kinh ngạc, ta lần đầu nghe được cái tên này, cũng không khả năng đắc tội với hắn. Xác thực không phải hắn, mà là Liễu Huân Vũ, Đường Nghiêm nói, "A, à, đúng là nữ nhân này, nàng có năng lượng lớn như vậy." Lăng Hàn kinh ngạc hỏi, "Ha ha," Đường Nghiêm lộ ra nụ cười khinh thường, "Mạnh Thụ Sương cố làm như không có quan hệ gì với Liễu Huân Vũ, mà là ta phái người dò thăm." Mạnh lão quỷ tự cho rằng làm rất bí mật, nhưng tông nhân phủ chỉ ít có một nửa người biết hắn có một chân với liễu huân vũ. Thì ra là quan hệ gian tình, chương 4211, đột phá trúc cực cơ. Rốt cuộc lăng hàn đã hiểu ra vì cái gì liễu huân vũ lại có được năng lực lớn như vậy trong giáp nguyên phủ, thậm chí có thể tranh thủ thời gian tự do một ngày cho các hạt nhân. Bởi vì nàng có người bên trong tông nhân phủ, nghĩ lại cũng phải, nàng vì mời chào lăng hàn đã không ngại dùng thân thể của mình đánh bạc, chuyện liên quan tới nàng trong tông nhân phủ nàng tự nhiên càng quan tâm hơn còn có hàn băng và triệu tiếu khó trách bọn họ luôn có ghen tuông khó hiểu hiển nhiên bọn họ đều là khách quý của liễu huân vũ cũng xem hắn thành tình địch bọn họ cũng là tình địch sao ách nhiều nhất cũng chỉ là trai lơ buồn nôn thật sự quá buồn nôn mạnh lão quỷ bị nữ nhân kia mê đảo choáng váng đầu óc dám làm trái lời của ta đường nghiêm khó chịu nói mặc dù tông nhân phủ không nắm giữ bao nhiêu thực quyền mạnh lão quỷ cũng chỉ là thành viên không trọng yếu trong hoàng gia nhưng dù sao cũng là họ mạnh ta cũng không thể làm gì hắn lão xác quỷ này không mở miệng ta thực sự không có cách nào hắn nghĩ tới lấy thân phận tiểu hầu gia của hắn muốn bảo vệ cá nhân đi ra có gì khó nhưng mạnh thụ xương cắn chết không buông hắn cũng không có cách nào dù sao tông nhân phủ quản việc nhà của mạnh gia đường nghiêm nhúng tay vào là phạm húy không sao ta sẽ đi con đường thứ hai chiến đấu lăng hàn vừa cười vừa nói thế nhưng mà đường nghiêm cau mày hắn không có chút lòng tin vào lăng hàn ngươi là đan sư chẳng lẽ thời điểm tỷ võ lấy mấy viên đan dược ra hối lộ người ta lăng hàn cười ha ha yên tâm yên tâm ta nhất định sẽ đoạt được đệ nhất được rồi đường nghiêm cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lăng hàn dù sao đây là biện pháp duy nhất hiện tại hắn nói rõ với lăng hàn công việc chuẩn bị kỹ khi tham gia luận võ Hoàng đế Thanh Long Hoàng Triều đương đại tên là Mạnh Vĩnh Hoa, chính là đại năng cấp giáo chủ, năm nay đã 3 vạn tuổi. Trên lý luận, tiểu thừa cảnh có được 4 vạn năm thọ nguyên, nhưng lúc tu luyện, lúc chiến đấu khẳng định sẽ lưu lại một ít ám thương, cho nên 4 vạn năm chỉ là chỉ số cực hạn trên lý luận, nói như vậy tiểu thừa cảnh chỉ có thể sống khoảng 3 vạn 5 ngàn năm. Trừ khi có thể ăn được thánh dược kéo dài tuổi thọ, nhưng đó là bảo vật ngay cả thánh nhân cũng phải động tâm, tiểu thừa cảnh có khả năng đạt được sao? Từ điểm đó mà nói, Mạnh vĩnh viễn hẳn còn một phần bảy sinh mệnh, đương nhiên đây chính là thời gian năm ngàn năm, hắn còn sống lâu hơn cả sinh đan cảnh. Đối với mạnh vĩnh viễn mà nói, đây cũng là đại thọ vạn năm cuối cùng của hắn, bởi vậy hắn cực kỳ coi trọng, yến hội lần này cũng sẽ làm rất lớn, chẳng những thuộc hạ trong lãnh địa đều phái người tới, cho dù là Hoàng Triều và Đại giáo khác cũng sẽ phái sứ giả tới. Không được hoàn mỹ chính là ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn, có thêm tầng lo lắng này. Lần đại thọ này tổ chức vào 20 ngày sau, tiếp tục tổ chức 10 ngày, vào ngày cuối cùng trong đại thọ sinh nhật của Mạnh Vĩnh Hoa cũng là ngày trọng yếu nhất. Lăng Hàn cần bắt đầu giết vào trong vòng thi đấu trong ngày đầu tiên, cuối cùng hắn và một người khác sẽ quyết chiến sau cùng trong đại yến sinh nhật Mạnh Vĩnh Hoa, nếu có thể chiến thắng, khẳng định sẽ được Mạnh Vĩnh Hoa phong thưởng. Đây chính là cơ hội rất tốt, báo danh đã bắt đầu, không hạn chế địa vực, miễn là Trúc Cơ đều có thể tham gia. Đương nhiên, Trúc Cơ có thi đấu tuyển bạt Trúc Cơ, chú đỉnh cũng có, nhưng chỉ giới hạn trong cảnh giới hai đỉnh đến sinh đan cảnh đã có thể gọi là đại năng, cơ bản không có khả năng hạ thấp mặt mũi đi biểu diễn cho người khác xem. Sau khi đám người nữ hoàng, hổ nữ biết tin, các nàng tràn ngập phấn khởi, biểu thị cũng muốn đi tham gia một chút, tham gia náo nhiệt. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, nắm chặt thời gian tu luyện, bên trong thi đấu tuyển bạt này, trừ phù binh ra, sẽ không cho sử dụng thủ đoạn khác, cho nên người tham gia sẽ có chiến lược cực mạnh, cho nên Lăng Hàn cảm thấy nên gia tăng tu vi của mình lên để bảo đảm một chút. Hỗn độn cực lôi tháp, có thể không cần dùng thì không cần dùng, dù sao nơi này khẳng định có rất nhiều người biết nhìn hàng. Lại qua 10 ngày, Lăng Hàn đã là tu đến trúc thiên cơ đỉnh phong, khối tiên đạo cơ thạch thứ hai của hắn đã hoàn mỹ vô khuyết. Có thể đột phá, Lăng Hàn thông qua tinh võng cao dai mua đầy đủ sinh mệnh bảo quả, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lúc này đã bắt đầu xung kích trúc cực cơ. Lần này hắn có kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu tạo nên khối tiên đạo cơ thạch thứ ba. Hắn lấy hỗn độn cực lôi tháp áp chế hai khối tiên cơ, sau đó điều động sinh linh chi lực trong cơ thể hộ tống khối tiên cơ thứ ba nắm chặt thời gian hắn nhất định phải hoàn thành một lần nếu không tiên cơ thứ ba sẽ tan vỡ lần này hắn nhiều ra một khối tiên đạo cơ thạch như vậy lực đẩy sẽ tăng lên rất nhiều trước đó hắn nặn ra tiên cơ thứ hai đã vô cùng khó khăn sử dụng hết toàn lực nhiệm vụ hiện tại là không thể hoàn thành lăng hàn linh cơ khẽ động tiên cơ thứ nhất thứ hai không phải bài xích lẫn nhau sao tốt các ngươi bài xích đi Hai khối tiên đạo cơ thạch đều hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, tự nhiên cũng khó phân thắng bại, bài xích lẫn nhau tự nhiên sẽ làm áp lực tiên cơ thứ ba nhỏ đi. Thừa cơ hội này, nhanh, Lăng Hàn nắm chặt thời gian ngưng tụ thành Hạch Tâm Tiên Cơ thứ ba, dùng lực lượng ức vạn sinh linh tiến hành thủ hộ, tránh Hạch Tâm vừa vững chắc đã tan vỡ, như vậy sẽ không cần lo lắng hai tiên cơ khác đánh nát. Sắp rồi, sắp rồi, nhanh, xong rồi, Lăng Hàn tươi cười, tiên cơ thứ ba thành, oanh, lực lượng thiên địa sôi trào tiên cơ thứ ba vừa mới hình thành, đã điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, hết sức chuyên tâm hấp thu năng lượng thiên địa, gia tăng tu vi và thực lực của mình. Giống như thiên địa khen ngợi, rõ ràng không phải lúc sáng sớm nhưng tốc độ tu luyện của Lăng Hàn chẳng những không chậm, ngược lại còn nhanh hơn. Đáng tiếc tất cả chỉ kéo dài thời gian nửa ngày mà thôi. Lực lượng thiên địa không còn sôi trào nữa, chậm rãi bình tĩnh trở lại, đại biểu cho lần đột phá này đã đi tới hồi kết. Lăng Hàn thử nghiệm lực lượng bàng bạc trong cơ thể, hắn cũng hiếu kỳ, thực lực của hắn bây giờ mạnh đến mức nào? Có thể liều mạng với chú đỉnh yếu nhất một phen hay không? Hắn nói thầm, Lăng Hàn, đúng lúc này bên ngoài có tiếng kêu vang lên, Triệu Tiếu, Lăng Hàn nghe được tiếng nói của người kia, hắn nói thầm rất đúng lúc, hắn đang cần người kiểm tra thực lực của mình. Hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Triệu Tiếu đã không xin phép mà vào, đứng ở trong sân. Lăng Hàn, chúng ta có thể làm giao dịch, Triệu Tiếu nói. Ồ, oh, Lăng Hàn từ chối cho ý kiến, ngươi giao công pháp sở tu ra, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Triệu Tiếu nói, Lang Hàn bật cười một tiếng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Triệu Tiếu ngạo nghễ nói, đường nghiêm đã nói cho ngươi biết, hắn không có khả năng vớt ngươi ra ngoài. Ngươi cảm thấy có thể chống lại ba cao thủ chú đỉnh cảnh sao. Cho nên, ngươi nhất định phải dựa vào ta bảo vệ. Chương 4212, Chiến chú đỉnh, lăng hàn cười ha ha tràn đầy phấn khởi nói đi chúng ta đi xa trường cái cái gì triệu tiếu cho rằng tai mình xảy ra vấn đề kinh ngạc nhìn lăng hàn đi xa trường a à, ngươi đã trên nơi này gò bó ta đánh ngươi khó chịu sao thành toàn ngươi hắn từ tốn nói ngược lại lăng hàn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn hai người đi tới xa trường người hạt nhân phủ khẳng định có người thấy bọn họ cho nên theo tới lăng hàn bây giờ không hợp với người trong hạt nhân phủ quá nhiều người nhìn chầm chầm vào hắn, hy vọng nhìn trò hay của hắn. Xa trường cũng không xa, hai người đi một lúc liền tới. Xa trường sở dĩ có thể dùng để luyện võ, luận bàn, cũng không phải bởi vì nơi này đều là cát, phá hủy cũng không quan trọng, mà là nơi này có trận pháp bảo vệ, chỉ cần không cao hơn cực hạn sẽ không có sức mạnh lan ra ngoài và tạo thành ảnh hưởng tới chung quanh. Cho nên khai chiến ở chỗ này có thể buông tay buông chân với nhau. Lăng Hàn ngoác ngón tay về phía triệu tiếu, cháu trai, tới đi ánh mắt triệu tiếu lạnh buốt thản nhiên nói ngươi nhất định sẽ trả giá đắt vì lời này xeo hắn giết tới hai tay hóa thành móng vuốt và bắt lấy lăng hàn năng lượng vô tận hóa thành thực chất ánh sáng như ba sợi dây lụa màu tạo thành ba màu xanh trắng đỏ hắn nổi giận thật sự một chút cơ thế mà năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình càng bởi vì lăng hàn làm hại hắn bị đường nghiêm đánh một trận no đòn hiển nhiên hắn không thể đòi lại công đạo và nhục nhã này từ đường nghiêm cho nên chỉ có thể trả thù lên người lăng hàn Lăng Hàn vô cùng hưng phấn, rốt cuộc chúc cơ có thể địch nổi chú đỉnh hay không? Cho dù là chú đỉnh yếu nhất, hắn toàn lực bộc phát, lực lượng hùng hậu không gì sánh được đang phun trào trong cơ thể, sau đó đánh ra chiến thần tam thức. Thiên địa giống như lấy hắn làm hạch tâm, năng lượng vô tận ập tới cuồn cuộn, hắn chính là thiên, chính là địa, chính là hạch tâm của tất cả. Thức thứ nhất ngăn cản công kích của triệu tiếu, gia hỏa này điên rồi sao, lại dám trọi cứng chính diện với chú đỉnh, ha ha, đánh trước và sau có gì khác nhau hay sao? Cũng phải, trúc cơ ở trước mặt chú đỉnh chính là thịt cá chờ làm thịt, khác biệt ở chỗ bị làm thịt lúc nào mà thôi. Mọi người kinh hô, nhưng suy nghĩ ngược lại, từ lúc Lăng Hàn bắt đầu đi vào xa trường thì vận mệnh của hắn đã được quyết định. Thảm bại, oanh, hai người va chạm vào nhau, lúc này ánh sáng vô tận bạo phát, sáng không gì sánh được. Vèo, một bóng người bay ra ngoài, là Lăng Hàn, quả nhiên, hắn căn bản không cách nào địch nổi triệu tiếu, đây là thế yếu kinh người. Ngay sau đó cảnh tượng làm ra đầu người ta tê dại xuất hiện, Lăng Hàn vừa mới rơi xuống đất đã giết trở về. Cái gì, lần này tất cả mọi người kinh hãi đến mức ra đầu tê dại. Sao lại có thể như thế? Lăng Hàn không có bị triệu tiếu miểu sát, hắn còn có năng lực phản kích. Ngoá, 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 Lăng Hàn giết trở về, phát động chiến thần tam thức thức thứ hai tấn công triệu tiếu. Thông qua lần giao phong đầu tiên, Lăng Hàn đã hiểu rõ điểm này, Lực lượng của hắn kém đối phương gấp 3 lần nhưng triệu tiếu vừa rồi không sử dụng toàn lực, bởi vì đối phương tuyệt đối không nghĩ giết hắn, nếu không, một khi chú đỉnh sử dụng toàn lực còn không phải đánh trúc cơ thành cạn bã. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng với thực lực của mình hoàn toàn có thể ngăn cản được công kích cấp bậc nhân đình. Hai mắt triệu tiếu nhìn chằm chằm vào đối thủ, Lăng Hàn lại đỡ được một kích của hắn. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mắt thấy một kích của Lăng Hàn càng cuồng bạo hơn trước, hắn toàn lực ứng phó vào anh kích Lăng Hàn. Âm, um, lần thứ hai hai người đấu nhau sinh ra vụ nổ tung cực lớn tất cả mọi người cảm thấy ánh sáng là hào quang trói mắt cũng không thấy rõ cái gì lăng hàn lại bị đánh bay đi hắn lật người trên không trung và hóa giải xu thế lui lại sau đó lần giết trở về lần nữa hắn vận dụng chiến thần thức thứ ba một thức này càng cuồng bạo triệu tiếu tức giận đỏ mặt hắn đánh chúc cơ còn lưu cho đối phương cơ hội phản kích chuyện này truyền đi tuyệt đối không ai nói lăng hàn cường đại đến nghịch thiên mà là hắn quá yếu chú đỉnh yếu nhất lịch sử không phải sao, nếu không phải như thế thì làm sao có thể bị một tên trúc cơ ép tới mức này. Oanh, hắn cũng vận dụng đại chiêu, trên hai tay có quấn năng lượng màu xanh và phản kích Lăng Hàn. Hừ, hắn muốn Lăng Hàn hưởng thụ tư vị thống khổ. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, trên hai tay cũng có thiên đạo hỏa bốc cháy, đấu năng lượng cao, ai sợ ai chứ. Oanh, hai người va chạm với nhau lần thứ ba, vậy mà lần này Lăng Hàn không có bay ngược trở về, thời điểm ánh sáng biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn đứng ngạo nghễ sừng sững nửa bước không lùi. Bên cạnh xa trường, mỗi người đều há to miệng, không nói một chữ thành lời. Ngang tay, một chút cơ lại có thể liều mạng đánh ngang tay với chú đỉnh, ai có thể tin tưởng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ có một khả năng, đó chính là Lăng Hàn không phải là trúc cơ, mà là chú đỉnh. Làm người trong cuộc, triệu tiếu hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, trên thân Lăng Hàn không có nửa điểm khí tức chú đỉnh, cho nên hắn nhất định là trúc cơ. Hắn cảm thấy mờ mịt và khiếp sợ, Tiếp theo là cuồng nhiệt không gì sánh được. Trúc cơ có thể mạnh như vậy, nhất định đã tu hành bí pháp cường đại nào đó, nếu hắn đạt được, chẳng phải là... Trái tim của hắn đập mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hừ, người đã dùng hết tuyệt chiêu mới miễn cưỡng đánh ngang tay với ta, dạng đại chiêu này người có thể vẫn thi triển sao? Triệu tiếu lạnh lùng nói ra, có thể trở thành chú đỉnh, ánh mắt của hắn đương nhiên bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra chiến thần tam thức thuộc về đại chiêu, tuyệt đối không có khả năng thi triển liên tục Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, vậy ngươi phóng ngựa tới. Hừ, triệu tiếu không nói nhảm, trực tiếp khởi xướng cường công. Lăng Hàn thật sự không thể sử dụng chiến thần tam thức trong thời gian ngắn, hắn vận chuyển màn sáng tinh thần, vừa phát động kim điêu thập bát chảo, độ tiên chỉ đấu với triệu tiếu. Nói bằng nội tâm, kim điêu thập bát chảo và độ tiên chỉ đều quá bình thường, hoàn toàn không thể đền bù tranh lệch cảnh giới giữa Lăng Hàn và triệu tiếu, nhưng lại thêm màn sáng tinh thần làm cho Lăng Hàn hữu kinh vô hiểm. Tầng phòng ngự hiện tại thật sự quá cường đại, triệu tiếu công kích căn bản không có khả năng một kích đánh xuyên qua, miễn là không thể phá đi trong một kích. Lăng Hàn có bí lực rồi rào không gì sánh được chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể chữa trị trong nháy mắt. Trên lý luận, hắn hoàn toàn có thể mài chết triệu tiếu. 10 chiêu, 30 chiêu, 100 chiêu, thần hồn mọi người như bị bắt đi, như đang rơi vào trong mộng. Mặc dù Lăng Hàn vẫn lâm vào hạ phong nhưng bọn họ cũng nhìn ra Lăng Hàn chính là trúc cơ, Loại sinh mệnh ba động này hoàn toàn khác biệt với triệu tiếu. Thật sự có chúc cơ cường đại như vậy sao? Không có khả năng, chú đỉnh nhiên ép chúc cơ, đây là thiết luật. Ừm, đây là chân lý tuyên cổ bất biến, không có khả năng đánh vỡ. Cho nên nhất định là triệu tiếu quá yếu. Có khả năng hôm qua hắn sử dụng nhiều khí lực trên thân đội trưởng của chúng ta, hôm nay không còn khí lực. Hắc hắc, có khả năng, mọi người biết lăng hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng cường đại đến tình trạng địch nổi chú đỉnh cho nên nhất định là triệu tiếu quá yếu. chương 4213, cự đầu thứ tư. Lăng Hàn mở nhãn thuật, công kích đầy sơ hở của triệu tiếu xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng nhìn ra sơ hở và lợi dụng sơ hở là hai việc khác nhau. Tốc độ công kích của chú đỉnh quá nhanh, sơ hở biến mất trong nháy mắt, hắn làm sao có thể lợi dụng được. Dạng sơ hở này là trí mạng trong cùng cấp bậc, nhưng tranh lệch cảnh giới giữa hai người hiện tại quá lớn, lực lượng cũng có tranh lệch rõ ràng, cho dù Lăng Hàn thấy được sơ hở cũng không thể bắt lấy. Nhưng trung quy vẫn có hữu dụng, Lăng Hàn thu tất cả công kích của Triệu Tiếu vào trong mắt. Thời điểm mỗi người công kích đều có dấu hiệu báo trước, mỗi một khối bắp thịt căng cứng, thư giãn đều là điểm báo trước. Ví dụ như người muốn xuất khước, khẳng định phải căng eo, cơ bắp chân, bí lực sẽ hướng về phía đùi. Lợi dụng nhãn thuật thấy được những điểm này, sau khi đánh mấy chiêu, công kích của Triệu Tiếu đã hoàn toàn trong suốt trong mắt của Lăng Hàn. Lăng Hàn giống như có năng lực biết trước chỉ cần triệu tiếu hành động thì hắn sớm có biện pháp ứng phó kể từ đó lăng hàn chậm rãi vãn hồi xu thế suy tàn mặc dù không hoàn toàn san bằng tỷ số nhưng đã không lâm vào hạ phong bao nhiêu tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn mắt hốc mồm chẳng lẽ bọn họ hôm nay sẽ nhìn thấy vở kịch tuyệt thế chúc cơ đánh bại chú đỉnh sao triệu tiếu phiền muộn không gì sánh được hắn cảm thấy lăng hàn là con run trong bụng mình cho dù hắn dùng đại chiêu gì đối phương đều có thể sớm đưa ra biện pháp ứng phó hắn oanh kích không có tác dụng thậm chí còn bị thừa cơ phản kích. Cho nên hắn càng đánh càng phiền muộn, hắn đã bắt đầu phát điên. Không kém bao nhiêu, Lang Hàn nhắm ngay thời cơ, cuối cùng hắn dùng tới đòn sát thủ. Thiên Văn Ngọc, đi, xeo, Thiên Văn Ngọc đã bị áp xúc nặng chừng hai lượt, nó được niệm lực khổng lồ thúc giục, trong nháy mắt đã đạt tới vận tốc gấp 40 lần âm thanh và tấn công triệu tiếu. Quá nhanh, gấp 40 lần vận tốc âm thanh đấy, tốc độ của chú đỉnh cũng chỉ khoảng 30 lần mà thôi, hắn không có khả năng né tránh. Đương nhiên Triệu Tiếu không sợ, một tên trúc cơ công kích còn cần hắn tránh né sao. Hắn cũng phát động niệm lực hóa thành lưới lớn, từng tầng từng tầng bao phủ lấy thiên văn ngọc. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì mạng lưới niệm lực của hắn không khác gì dùng lưới đánh cá đi bắt cá sấu, làm sao có khả năng thu lưới. Lực lượng kinh khủng xung kích tới, một đường thế như trẻ tre, căn bản không thể địch nổi. Đây là pháp khí niệm lực, nội tâm triệu tiếu kêu gào, hắn không dám ngăn cản, cho nên vội vàng nghiêng người tránh né nhưng thiên văn ngọc bay đi với vận tốc gấp 40 lần vận tốc âm thanh dễ tránh như vậy sao ầm hắn vừa mới tránh né thiên văn ngọc đã đánh vào hông của hắn lúc này có ánh sáng tỏa ra hả Hà, lang hàn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì thiên văn ngọc cũng không có đánh nát một nửa eo của triệu tiếu mà là bị một tầng ánh sáng ngăn cản sau đó trượt qua bên cạnh va vào trong hố cát hắn vội vàng dùng niệm lực làm tay thu thiên văn ngọc trở về không nghĩ tới trên người triệu tiếu lại mang theo bảo vật nếu không hắn sẽ bị đánh nát người. Đó là vì Lăng Hàn không muốn giết người, bằng không hắn sẽ không cố ý đánh chật, oanh sát sứ giả nước khác là trọng tội, trừ phi hắn muốn trực tiếp trở mặt. Thân thể triệu tiếu đang phát run, trên người hắn có một kiện bí bảo, nó sẽ phát động vào thời điểm hắn nguy hiểm tính mạng, sẽ biến nguy thành an, nhưng bí bảo chỉ có thể vận dụng 3 lần, bị hắn chân quý không gì sánh được. Nhưng có ai nghĩ tới vào trong hạt nhân phủ lại sử dụng một lần, hơn nữa còn dùng trên người một tên hạt nhân trúc cơ nếu chuyện này truyền đi, hắn sẽ biến thành trò cười thiên cổ. Thật không nghĩ tới người còn có pháp khí niệm lực, hắn cắn răng nói ra, trái tim đang chảy máu, không mò được cái gì, còn xảy ra đại sự, kết quả ngược lại bản thân phải sử dụng tới bí bảo. Lăng Hàn nâng thiên văn ngọc lên, thế nào, còn muốn thử một lần nữa. Sắc mặt triệu tiếu thay đổi, hắn cảm thấy kiêng kỵ. Lăng Hàn không chỉ có lực lượng mạnh đến mức không giống trúc cơ, hơn nữa nhãn lực quá đáng sợ, giống như chính mình không có bí mật gì trước mặt đối phương, mọi cử động đều bị đối phương nắm rõ như trong lòng bàn tay lại thêm thiên văn ngọc uy hiếp hắn không phải đối thủ của người ta tiếp tục đánh nữa không những không áp chế đối thủ ngược lại sẽ tiêu hao bí bảo không còn hắn lấp tức quay người rời khỏi xa trường hắn cũng không lưu lại một câu cũng đúng đối mặt một chút cơ cảnh cho dù hắn nói cái gì cũng chỉ mất mặt mà thôi lang hàn cười nhạt một tiếng hắn xoay người lại lại nhìn thấy liễu huân vũ sắc mặt của nàng tương đối khó coi bởi vì thủ đoạn của nàng đã dùng hết, tự cho rằng đã có thể khống chế Lăng Hàn, lại quên một chuyện cực kỳ mấu chốt, đó chính là thực lực của Lăng Hàn. Vốn nàng sẽ không suy nghĩ tới việc này, một chút cơ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức lật trời hay sao? Nhưng trên đời này có chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, chúc cơ thật sự mạnh tới mức nghịch thiên, có thể dọa chú đỉnh chạy đi. Mặc dù triệu tiếu cũng chỉ là nhân đỉnh cảnh, thậm chí còn tu ra hai chân. Phải biết, cảnh giới của nàng chỉ là nhân đỉnh mà thôi, mặc dù tu ra ba chân và cao minh hơn triệu tiếu một chút nhưng thực lực cũng có hạn vậy phải làm sao bây giờ nàng cho rằng lăng hàn là chim trong lồng nhưng bây giờ lại là hung thú bị nhốt một khi con hung thú này liều cá chết rách lưới việc này không phải chuyện đùa lần đầu nàng cảm giác tình thế không thể kiểm soát lăng hàn chỉ lưu cho nàng một nụ cười ý vị thâm trường liền nghinh ngang rời đi hiện tại hắn tràn ngập lực lượng chiến lực cá thể của hắn miễn cưỡng chạm tới chú đỉnh mặc dù vẫn không thể nói là địch nổi nhưng cũng không đến mức bị cường giả như thế đánh lén miểu sát. Chỉ cần cho hắn thời gian phản ứng, cho dù vận dụng thiên đạo hỏa diệt địch hay phát động chỉ xích thiên nhai, hắn có nhiều biện pháp lựa chọn. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn Lăng Hàn rời đi, bọn họ biết, bên trong giáp nguyên phủ hiện tại không chỉ có ba cự đầu là Liễu Huân Vũ, Hàn Băng cùng Triệu Tiếu, hiện tại đã có thêm một Lăng Hàn, mặc dù còn không có bước vào chú đỉnh nhưng đã đủ kiêu ngạo. Hơn nữa một khi Lăng Hàn đột phá chú đỉnh thì ai có thể địch nổi đây mới là điểm đáng sợ nhất. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy cần cải biến ý nghĩ một chút, không thể lại đi theo đám người liễu huân vũ tiền đồ đen tối, bởi vì tiền đồ của Lăng Hàn tốt hơn rất nhiều. Lúc này có thật nhiều người lặng lẽ chạy tới. Lăng Hàn trở lại trong phòng, hắn thấy có 7 người lặng lẽ tới đây, trong bóng tối tỏ vẻ muốn đi theo hắn lăn lộn. Hắn cũng không tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, chẳng qua phải nhìn biểu hiện của đám người này mới quyết định. Hắn không có hứng thú với đám cỏ đầu tường này, nhưng cầm bọn họ để ác tâm liếu huân vũ một phen cũng không sao. Lăng Hàn quan tâm nhất chính là tranh tài mấy ngày tiếp theo. Cuộc sống hàng ngày trôi qua, ba người Liếu Huân Vũ đều im lặng, có lẽ đã biết không làm gì được Lăng Hàn, đang suy nghĩ kế hoạch càng độc ác hơn. Nhưng đại thọ ba vạn tuổi cuối cùng của hoàng đế đương triều đã đến, đế đô hiện tại rất hân hoan. Đường Nghiêm tự mình tới đón Lăng Hàn ra ngoài, có hắn bồi tiếp, cho dù mạnh thụ xương tới thì như thế nào, hắn vẫn dám dẫn người ra ngoài cửa chương 4214, đối thủ ngươi sắp gặp được. Lăng Hàn và Đường Nghiêm rời khỏi hạt nhân phủ, tiến đến địa phương tranh tài. Trước đó Đường Nghiêm đã báo danh thay hắn, bởi vậy Lăng Hàn hiện tại chỉ cần báo danh và chờ tới thời gian thì có thể bắt đầu so tài. Bề ngoài Thanh Long Hoàng Triều là thế lực cấp giáo chủ nhưng trong bóng tối còn có một vị tôn giả tỏa chấn, tự ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể so sánh với Kim Nguyên Thánh Địa, khác biệt là ở chỗ số lượng tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều tôn giả quá ít, chỉ có một người, hơn nữa cũng không có thánh khí tỏa chấn, không thể vạn cổ bất diệt. ngươi nhìn xem, có người nào thế lực nào đi xâm lấn thánh địa hay không? không quản có thánh nhân tỏa chấn hay không, thánh địa chính là tồn tại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. đây chính là nội tình. thanh long hoàng triều cũng đủ cường đại, chẳng những đại nhân vật các tinh thể phụ thuộc đều tới, cũng có rất nhiều thế lực tinh vực bên ngoài đều phái sứ giả tới. ảnh nguyệt hoàng triều cũng tạm dừng xâm lấn, thậm chí cũng phái ra sứ giả tới. Bên ngoài đương nhiên là vì chúc thọ, nhưng trên thực tế đang muốn tìm hiểu tình huống của lão tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều bị thương nghiêm trọng cỡ nào, còn thừa lại mấy phần chiến lực. Nếu như lão tôn giả đã không được, sau khi ảnh Nguyệt Hoàng Triều trở về liền ra tăng thế công chiếm đoạt nhiều tư nguyên tinh của Thanh Long Hoàng Triều hơn trước. Đừng nhìn đã trải qua 9 ngày sàng lọc, nhưng trên thực tế bởi vì có rất nhiều người tham gia, đều nghĩ muốn xuất đầu lộ diện trước mặt mạnh vĩnh hoa, bởi vậy cạnh tranh phi thường kịch liệt, cần đào thải quá nhiều người vòng thứ nhất trực tiếp quần công, sẽ đào thải chín thành người tham dự. Quy tắc rất đơn giản, 10 người một tổ, chỉ có một người có thể tiến vào vòng tiếp theo. Thời điểm tranh tài ngay từ đầu, Lăng Hàn giống như mãnh hổ lao ra khỏi rừng. Ôi, đường nghiêm vỗ chán, tại sao ngươi một đan sư lại mạnh như vậy? Ngươi sẽ không điệu thấp một chút, nhìn người khác đánh ngươi chết ta sống, cuối cùng lại chiếm tiện nghi. Hiện tại ngươi lao lên như thế tự nhiên sẽ biến thành chim đầu đàn, không đánh ngươi thì đánh ai. Quả nhiên, chín người khác vốn đề phòng lẫn nhau, không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Lăng Hàn xông lên như thế tự nhiên trở thành bia cho người khác ngắm. Mọi người cùng nhau xuất thủ tấn công Lăng Hàn, Lăng Hàn cười ha ha, hắn quét một cước, bành bành bành, kinh lực thổi qua như gió thu quét lá vàng, chín người kia bị đá bay lả tả sang các hướng từ trên bầu trời rơi xuống đất và không ai bỏ dậy nổi. Một cước mà thôi, giải quyết toàn bộ. Ngoá, đường nghiêm trố mắt nhìn, nếu đổi lại là hắn, cho dù ép tu vi còn chút cực cơ thì hắn cũng có thể nhẹ nhóm quét ngang chín người kia, dù sao ngư lòng hỗn tạp, nhiều chút cơ tham dự tranh tài như vậy, trong đó cũng sẽ có vài thiên tài. Nhưng Lăng Hàn khác biệt, hắn là đan sư, hơn nữa còn là đan sư tương lai trở thành đại tông sư địa cấp thượng phẩm. Tại sao lại có người có thiên phú lóa mắt trên đan đạo, hơn nữa còn có thực lực khủng bố trên võ đạo? Hắn phát hiện chính mình vẫn còn đánh giá thấp giá trị của Lăng Hàn. Lăng Hàn thắng cho nên có 10 phút nghỉ ngơi, sau đó lại bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo. Lần này cũng không phải là quần đấu, mà là đơn đấu một đối một, đối thủ của hắn chính là người vừa được chọn trong 10 người khác. Đường nghiêm cũng không lo lắng, hắn yên tĩnh quan sát. Quả nhiên Lăng Hàn đánh đầu thắng đó không người địch nổi, bình thường cứ 5-6 chiêu sẽ giải quyết đối thủ, khó dây dưa nhất cũng không tới 10 chiêu. Chuyện này là Lăng Hàn cố ý nhường, nếu không hắn sử dụng toàn lực, có lẽ toàn bộ cấp độ trúc cơ trong tinh võng chỉ có ngàn người đỡ nổi một chiêu của hắn, trăm người có thể ngăn mười chiêu của hắn chân chính có thể va chạm khí lực với hắn cũng chỉ có mười người mà thôi nhưng lang hàn tin tưởng hắn nhất định là người thắng cuối cùng ngày hôm nay đã đánh xong đường nghiêm không tiến lang hàn về hạt nhân phủ mà là về hầu gia phủ của hắn hắn là ngự phong tiểu hầu gia hắn có phủ đệ của chính mình mặc dù không thể so sánh với đường gia nhưng cũng chiếm diện tích cực lớn tim bích huy hoàng không quay về không có việc gì lang hàn cười nói không có việc gì ta cũng không tin mạnh thụ xương dám chạy đến chỗ ta đòi người. Đường nghiêm nói chuyện vô cùng bá khí, hắn đã phái người thông tri giáp nguyên phủ, Lăng Hàn đêm nay sẽ làm khách ở phủ của hắn. Ngày thứ hai, sau khi Lăng Hàn tu luyện xong liền bắt đầu chiến đấu. Quét ngang, quét ngang, quét ngang, không có người nào là đối thủ của Lăng Hàn, theo thời gian trôi qua, gặp phải đối thủ cũng càng ngày càng lợi hại. Thời gian 9 ngày trôi qua tức thì, Lăng Hàn cũng trổ hết tài năng, trở thành một trong những tuyển thủ của trận chung kết đối thủ của hắn lại là Vương Á Phi, đây là đối thủ ngươi gặp vào ngày mai. Đường nghiêm nghiêm túc nói, Vương Á Phi không đơn giản, mặc dù hắn không phải tiên thiên thần thể nhưng dung nhập di cốt của đại năng thượng cổ, chiến lực tương đối đáng sợ, chỉ ít cũng có thể so với lục lưu thần thể. Hơn nữa hắn vẫn áp chế cảnh giới không có đột phá, hắn muốn nhất chiến thành danh trong đại thọ của bệ hạ, từ đó một bước lên trời. Vương gia mặc dù chỉ là thế lực chân ngã cảnh, nhưng hiển nhiên bọn họ chuẩn bị vì hôm nay cực lâu, cho dù ta ra mặt có lẽ bọn họ cũng không bán mặt mũi cho ta. Lang Hàn nhoẻn miệng cười, không sao, ta còn lo lắng đối thủ không đủ mạnh, như vậy rất không thú vị. Đường nghiêm lại im lặng, một lát sau mới nói, tên kia đã dừng ở chút cực cơ đỉnh phong trí ít 30 năm, không phải hắn không có năng lực đột phá mà là vì hắn áp chế. Hơn nữa vương gia đã sớm chuẩn bị việc này từ 50 năm trước, cho nên bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị cho vương Á Phi rất nhiều bí bảo cường đại, còn nữa, hình ảnh chiến đấu của ngươi mấy ngày qua cũng bị bọn họ nghiên cứu triệt để. Lăng Hàn cười to, mấy ngày nay qua hắn chỉ chiến đấu tùy ý, bởi vì đối thủ quá yếu cho nên hắn không dùng toàn lực ứng phó. Ngươi còn có tâm tình cười, đường nghiêm lắc đầu, nói, bệ hạ là người có y lòng háo thắng cực mạnh, cho nên trong mắt hắn, thứ hai chính là chó má, chỉ có người thắng mới được khen ngợi, cho nên dù ngươi tân tân khổ khổ đánh tới trận chung kết nhưng thua thì vẫn là chó má. Lăng Hàn vỗ vỗ vai đường nghiêm, Ta nói yên tâm, ngươi nên thả tâm ra đi, không có việc gì, tin tưởng ta. Đường nghiêm nghĩ nghĩ, ngươi chờ, ta về gia tộc nhìn xem, có thể tìm cho ngươi hai kiện bí bảo lợi hại hay không. Hắn nói đi là đi, hùng hùng hổ hổ. Đến nửa đêm, đường nghiêm mới trở về, hắn giao một thanh kiếm và áo choàng cho Lăng Hàn. Đây là toái tinh kiếm, vô cùng sắc bén, người lấy bí lực kích hoạt là có thể phát ra kiếm khí cường đại, đồng thời không gì không phá. Đường nghiêm giới thiệu với hắn, còn nữa, đây là huyết nguyệt áo choàng là lão tổ đường ra ta tự tay rèn luyện có thể kích phát huyết nguyệt hộ thuẫn cho dù chú đỉnh cảnh cũng cần thời gian mới có thể đánh vỡ nhưng mà huyết nguyệt áo choàng cần phải quán chú lực lượng trước tối đa cũng chỉ có thể mở ra hai lần hộ thuẫn người dùng kiềm chế một chút lang hàn hoàn toàn không cần hai món bảo vật này nhưng đường nghiêm đã thịnh tình như thế hắn cũng không tiện từ chối hắn thu lại và nói được chương bốn nghìn ngày quyết chiến Đối với rất nhiều người đây là một đêm khó chịu, ngày mai sẽ là ngày đại thọ của Mạnh Vĩnh Hoa, có lẽ sẽ quyết định tương lai hưng suy của Hoàng Triều Mạnh Gia. Không chỉ là tình huống của lão tôn giả, còn có đời sau Mạnh Gia, có thể có một thiên tài xuất hiện hay không, nếu không đường của Mạnh Gia cũng không dài, đợi nhóm cường giả thế hệ trước dần dần tàn lụi, không người kế tục, Mạnh Gia tự nhiên cũng sẽ đi tới cùng đường mặt lộ. Lăng Hàn lại ngủ cho ngon, ngày thứ hai tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần. Thọ Yến Mạnh Vĩnh Hoa an bài vào ban đêm, cho nên hắn có rất nhiều thời gian, đón mặt trời mới mọc và tu luyện, sau đó hắn bắt đầu luyện đan. Lúc trước chiến đấu trong cửu thiên, mặc dù đối thủ đều yếu ớt nhưng hắn cũng quen thuộc lực lượng tự thân, đã thích ứng cảnh giới mới. Thời điểm ăn điểm tâm, sắc mặt đường nghiêm lại không tốt lắm. Hôm qua ta bảo người đi tìm hiểu tình huống của Vương Á Phi, chỉ ít biết một lá bài tẩy của hắn. Hắn nghiêm túc nói, hắn có một kiện bảo vật tên là Tiên Lạc Ngân Thủy Bình, chính là mô phỏng một kiện bảo khí thất tinh, uy lực mặc dù không thể giống nhau nhưng nghe nói uy lực có thể đạt tới chuẩn chú đỉnh. Nếu người bị khóa chặt liền bị thu vào trong bảo bình, trực tiếp luyện hóa thành huyết thủy. Ta đã cảnh cáo ngươi, bệ hạ chỉ chú ý bên chiến thắng, cho nên người bị thu vào trong bảo bình là thua, bệ hạ cũng sẽ không để ý tới ngươi, trong mắt của hắn chỉ có bên thắng. Cho nên người mà thua là thua cả tính mạng. Hơn nữa bệ hạ ghét nhất kẻ hèn nhát, nếu ngươi nhận thua, nói không chừng sẽ bị bệ hạ ban cho cái chết. Lang Hàn không khỏi bật cười. Theo ý của ngươi, ta chết chắc sao? Dù sao còn tốt hơn không có chút hy vọng nào." Đường Nghiêm nghiêm túc nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có đường rút lui, ai, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể thắng, miễn là ngươi có thể bảo vệ tính mệnh là được." "Trách ta, căn bản không nên đề cập với ngươi chuyện này." "Chuyện khác đi, vương á phi gì chứ, một quyền của ta liền giải quyết, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy?" Lăng Hàn cười nói, "An ủi Đường Nghiêm." Đường Nghiêm vẫn không mất lo lắng thiên lạc ngân thủy bình chỉ có một kiện bí bảo ai biết trên thân vương á phi còn có bao nhiêu bảo vật vương gia vì hôm nay đã chuẩn bị thời gian cực kỳ lâu nhất định phải được buổi trưa trôi qua rất nhanh lúc này đã tới buổi chiều và tối đường nghiêm không nguyện ý cũng phải mang theo lăng hàn xuất phát đi vào hoàng cung không đi đây chính là tội khi quân a à, ngươi một đường đánh tới nơi này thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích không phải đang tát vào mặt bệ hạ sao sau khi đến hoàng cung Lăng Hàn liền tách ra khỏi đường nghiêm, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, đổi một thân quần áo, chuẩn bị đăng tràng tiến hành tranh tài cuối cùng. Hừ, hừ, Lăng Hàn đang đi, sau lưng có hai tiếng cười lạnh vang lên. Hắn nhìn lại, đây không phải cát xương sao. Lăng Hàn, hôm nay người nhất định phải chết. Trên mặt cát xương là nụ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Sau khi trở lại đế đô, hắn vẫn đi tìm quan hệ, hy vọng có thể vào hạt nhân phủ hành hung Lăng Hàn một lần, nhưng người khác nghe xong là hạt nhân phủ đều lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù đó là ngục giam nhưng lại giam sứ giả các quốc gia, hơn nữa do tông nhân phủ quản, lòng giả thâm sâu khó lường, ai nguyện ý đi tới đó chứ. Cho nên hắn hận chết Lăng Hàn nhưng không có chút biện pháp nào. Cho tới bây giờ hắn phát hiện Lăng Hàn lại là đối thủ của Vương Á Phi cho nên rất vui vẻ. Chết chắc, lần này Lăng Hàn chết chắc, hắn sợ Lăng Hàn bị Vương Á Phi đánh chết tại chỗ, cho nên vô cùng lo lắng chạy tới, hắn phải thừa dịp này đả kích Lăng Hàn một chút, không thì về sau sẽ không có cơ hội. Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, ngươi biết đoán mệnh hay sao? Hơn nữa, với trình độ của ngươi, ta bảo đảm ngươi sẽ chết đói. Cát sương nghẹn một hơi, da hỏa này vẫn độc miệng như vậy. Hừ, ngươi chỉ có thể mạnh miệng hiện tại mà thôi, qua một lúc ngươi sẽ biến thành thi thể. Hơn nữa, hắc hắc, nói không chừng không được toàn thây. Hắn cười nói, yên tâm, ngươi nhất định có thể gặp lại ta. Lăng Hàn khoát tay áo, ra hiệu người dẫn đường tiếp tục đi. Cát sương cũng không có ngăn cản, nên nói hắn đã nói, tiếp theo hắn thưởng thức cảnh Lăng Hàn tử vong là được rồi. Lăng Hàn vừa đi vừa sờ lên cầm, Vương Á Phi có lợi hại như thế sao, tại sao ai cũng xem trọng hắn. Còn có sòng bạc ngầm mở đánh cược trận chung kết giữa hắn và Vương Á Phi, căn bản không có tỷ lệ thắng cược Vương Á Phi, mà là chiến thắng trong vòng 10 giây, trong vòng một phút chiến thắng mà thôi, có thể thấy được hắn không được xem trọng cỡ nào. Lăng Hàn bảo đại hắc cầu đi mua hắn chiến thắng, đây là cơ hội phát tài rất tốt xem ra chính mình quá vô danh hắn vào trong phòng chuẩn bị cho dù cách rất nhiều lớp tường nhưng hắn vẫn nghe được bên ngoài nói chuyện hiển nhiên hiện tại bên ngoài náo nhiệt không gì sánh được một lát sau có người tới gọi người có thể lên đài xuất chiến hắn đi ra ngoài không cần ai dẫn đường bởi vì cũng chỉ có một con đường hắn chính là lăng hàn bên ngoài có người giới thiệu hắn trong nháy mắt lăng hàn bước ra tên của hắn truyền khắp sân thi đấu lăng hàn đưa nhìn hắn đang ở bên trong một khu vực chiến đấu xung quanh là đài cao làm thành một vòng tròn, từng tầng từng tầng chất cao. Bên trái hắn có một bình đài ló ra, cách mặt đất chỉ ít trăm trượng, nếu nhãn lực kém một chút, ngồi phía trên căn bản không thấy gì phía dưới. Ngồi phía trên là đương kim hoàng đế của Thanh Long Hoàng Triều, cũng là nhân vật chính đại thọ hôm nay, Mạnh Vĩnh Hoa. Hiện tại, chúng ta tới hoan nghênh một vị tuyển thủ khác đến từ Vương Gia Vương, Á, Phi. Người chủ trì lại hét lên, chung quanh lâm vào cuồng loạn. Lúc này, Thông đạo sân thi đấu bên kia mở cửa ra, có một thanh niên trẻ tuổi bước tới. Vương Á Phi vừa ra trận liền quỳ trước đài cao, dùng tiếng nói lớn nhất hô lên. "Thần Vương Á Phi, nhất định sẽ đạt được thắng lợi vì bệ hạ." "Em gái ngươi, cái gì gọi là đạt được thắng lợi vì bệ hạ, rõ ràng chính là vì ngươi." Lăng Hàn phun nước bọt phỉ nhổ, gia hỏa này thật sự biết vuốt mông ngựa, buồn nôn chết rồi. "Ha ha ha, trên đài cao có tiếng cười vang dội sinh ra, hiển nhiên tâm tình Mạnh Vĩnh Hoa rất không tệ." như vậy liền bắt đầu tranh tài đi, người chủ trì hét lớn, Vương Á Phi lập tức xiết tới, tốc độ của hắn nhanh chóng, trước một giây còn đang ở cách đó mấy ngàn trượng, nhưng trong nháy mắt hắn đã xuất hiện cách lăng hàn mười trường. Dùng toàn lực đi, nếu không, không thể hiện được sự cường đại của ta. Hắn ngạo khí mười phần, tiếng nói này được phóng đại mấy trăm lần, tiếng nói lớn tới mức mọi người nghe thấy, lập tức thật nhiều người đều hét lên. Quá bá khí, chương 4216, Thu Bảo khó mà làm được, Lăng Hàn rất nghiêm túc lắc đầu. Tất cả mọi người im lặng, gia hỏa này cũng quá sợ hãi rồi, còn chưa chiến đã yếu thế. Trên đài cao, Mạnh Vĩnh Hoa lộ ra vẻ không vui, hắn cả đời sát phạt thiết huyết, ghét nhất chính là loại đồ hèn nhát, hơn nữa đây là thọ yến của hắn, trong mắt hắn lộ ra sát ý. Lăng Hàn lại lo lắng nói, ta sợ toàn lực ứng phó, không cẩn thận đánh chết ngươi. Mọi người sững sờ, sau đó đều cười to, đùa giỡn, thì ra gia hỏa này không sợ, mà là dấu lời ngầm. Mạnh Vĩnh Hoa nở nụ cười, hắn nói với người bên cạnh. Người tuổi trẻ bây giờ thật thú vị, người bên cạnh hắn là đường lỗi, gia chủ đường gia đương đại, cũng là gia gia của đường nghiêm. Có thể vào ngồi bên cạnh Mạnh Vĩnh Hoa vào lúc này, đường gia, đường lỗi được sủng ái có thể thấy lốm đốm. Bệ hạ nói đúng, đường lỗi cười nói, nhưng trong lòng đang nhổ nước bọt, mới vừa rồi là ai nói tranh tài xong sẽ kéo lăng hàn ra ngoài chém. Bên dưới, vương á phi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, gia hỏa này lại dám cướp danh tiếng của mình vương gia còn có hắn đã chuẩn bị vì hôm nay bao lâu rồi hắn đã chịu bao nhiêu đau khổ hắn phải là minh tinh duy nhất độc chiếm ánh mắt mọi người tên đáng chết hắn thấp giọng nói một câu xèo hơi nghiêng người giết về phía lăng hàn tên ghê tởm này chết đi hắn bỏ đi muốn giả ý tạo làm ra dáng vẻ thế lực ngang nhau sau khi chiếm hết tầm mắt của mọi người mới đánh bại lăng hàn oanh toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng ký hiệu không ngừng nở rộ có hoàn chỉnh, cũng có vỡ vụn, nhưng cổ quái là ký hiệu vỡ vụn nhìn qua còn khủng bố hơn cả hoàn chỉnh, tràn đầy lực phá hoại kinh người. Nhìn trên đài, Mạnh Vĩnh Hoa gật gật đầu, tiểu tử vương gia này rất dụng tâm, có thể tu ra chiến lực như thế trong trúc cơ đã không dễ dàng. Ha ha, bệ hạ ngài thật sự quá khen ngợi, đường lối cười ha ha nói, nếu là đổi thành ngài năm đó còn không phải mạnh hơn tiểu tử vương gia gấp trăm lần. Mạnh Vĩnh Hoa vuốt sâu cười, hắn rất sảng khoái khi được vuốt mông ngựa. Oanh, Vương Á phi công kích thẳng về phía trước, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy ý xuất một quyền ninh kích. Hắn không cần dùng tiên thuật gì, hắn rất bình thản, một quyền rất giản dị. Bang, Vương Á phi bị đánh bay, tốc độ bay ngược còn nhanh hơn hắn lao đi, hơn nữa ký hiệu nổ tung giống như đốt thuốc lá. Toàn trường đang hoan hô, đang lớn tiếng khen ngợi Vương Á phi, dù sao đây chính là người đế đô chân chính, mà Lăng Hàn lại là hạt nhân tới từ tinh thể khác, bởi vậy sau khi thấy cảnh này mọi người há hốc mồm và không nói thành lời đây chính là vương á phi hắn bị một quyền đánh bay phải biết lăng hàn cũng không có sử dụng tiên thuật gì một quyền bình thường đã có thể đánh bay vương á phi bọn họ làm sao tiếp nhận việc này chứ ngươi vương á phi không người một cái ổn định thân thể hắn hung giữ nhìn lăng hàn lộ ra vẻ phẫn nộ mãnh liệt hắn cũng không có tổn thương nhưng còn khó chịu hơn cả trọng thương trước mắt bao người nhất là mạnh vĩnh hoa đang quan sát phía trước hắn bị một quyền đánh bay chẳng khác gì trò hề mất mặt ngươi đáng chết hắn giống to trực tiếp sử dụng át chủ bài trong tay đã có một cái bình bạch ngọc tiên lạc ngân thủy bình Xeo, hắn cảm thấy hoa mắt nhìn thấy lăng hàn đã đứng trước mặt của hắn hắn quá sợ hãi đang muốn vận dụng bảo bình thu lăng hàn lại cảm giác trong tay trống rỗng a à, bảo bình đâu cái này dùng như thế nào lăng hàn vuốt vuốt tiên lạc ngân thủy bình trên tay hắn hỏi vương á phi dựa vào bị lấy đi lúc nào vương á phi hoảng sợ thất sắc bảo vật trong tay của hắn lại bị người ta cầm đi mà không biết thực lực này tranh lệch lớn đến mức nào làm sao có thể chứ hắn đã chuẩn bị rất nhiều vì ngày hôm nay cũng không phụ kỳ vọng tiến vào trận chiến cuối cùng nhưng làm sao lại gặp đồ biến thái này chứ nhìn trên đài tất cả mọi người cũng giật mình như thế nào cảm giác vương á phi biến thành đứa bé trước mặt lăng hàn hoàn toàn không phải là đối thủ bị một quyền đánh bay bị người ta đoạt bảo vật ngay trước mặt trả lại cho ta vương á phi lớn tiếng kêu lên Nghe rồi, không cần lớn tiếng như vậy. Lăng Hàn cười nói, hắn tiếp tục vuốt ve Bảo Bình. Thu, Vương Á Phi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, người cho rằng Bảo Bình chỉ có thể phát huy trong tay hắn sao. Sai, hắn đã sớm dung nhập một đạo thần niệm tiến vào Bảo Bình, cho nên nhất niệm liền có thể phát động. Lúc này bên trong Bảo Bình có ánh sáng tuôn ra và bao phủ Lăng Hàn vào trong. Vương Á Phi cười ha ha, miễn là bị ánh sáng bao phủ thì sẽ bị thu vào bên trong Bảo Bình, có trận văn đáng sợ xen lẫn, sinh sinh luyện ngươi thành huyết thủy ngươi đang cười cái gì giọng nói của lăng hàn vang lên đầu óc của ngươi bị bệnh nên đột nhiên cười sao cái gì vương á phi lộ ra vẻ hoảng sợ tại sao lăng hàn còn không có bị thu vào trong bảo bình thật sự làm cho ta thất vọng lăng hàn lắc đầu ba hắn dùng sức bóp bảo bình bị hắn bóp vỡ căn bản không đạt tới uy năng chú đỉnh nhiều lắm chỉ tương đương với thiên tài tứ tinh trúc cực cơ chiến lực tứ tinh đã phi thường không tầm thường cho nên đường nghiêm mới có thể nói đó là uy năng chuẩn chú đỉnh bởi vì thiên tài tứ tinh của thanh long hoàng triều chỉ có vài người mà thôi còn gì nữa không lăng hàn tiện tay ném mảnh vỡ bảo bình lên mặt đất hắn dùng ánh mắt mong trời nhìn vương á phi đây là việc trào phúng cỡ nào vương á phi hét lớn một tiếng hắn lùi bước kéo dài khoảng cách với lăng hàn sau đó hắn lấy ra một cây quạt bí lực tăng vọt và sinh ra hắc quang hắn giơ tay lên muốn vỗ cây quạt về phía lăng hàn ai ngờ thấy hoa mắt đã có thêm một người Khốn kiếp, trong lòng của hắn dâng sinh ra cảm giác chẳng lành, quả nhiên cây quạt trong tay hắn không còn. Dùng cái này không có khó khăn, Lang Hàn cũng rót bí lực vào, cây quạt vừa ảm đạm lại sáng lên, sau đó vỗ nhẹ vào Vương Á Phi một cái. Bành, Vương Á Phi bay đi, từng cơn gió lốc mạnh hóa thành lưỡi đao gọt cắt thân thể Vương Á Phi, chỉ trong nháy mắt quần áo của hắn hóa thành mảnh vỡ, mà thân thể của hắn cũng xuất hiện vô số tổn thương, cũng may những vết thương này chỉ chảy máu tươi, không có đả thương bộ phận trọng yếu nha, cây quạt này thật lợi hại, lang hàn thu cây quạt, hắn không cần nhưng có thể lưu cho nữ hoàng, hổ nữ các nàng. Còn gì nữa không, hắn lại hỏi, trả lại cho ta, vương á phi tái mặt, người cho rằng ta là đồng tử tặng bảo. Hắn liều lĩnh giết tới, trên người đang tỏa ra hoa văn sáng ngời, hắn như biến thành thần ma. chương 4217, đột phá, vẫn đánh, á phi, á phi thu thành huyết thần đạo đệ tứ trọng. Nhìn trên đài, một lão giả hô to, tràn đầy kinh hỉ hắn là gia chủ vương gia vương hào văn gương mặt của hắn đã biến thành tối tăm sau khi thấy cảnh này liền vui mừng như điên vương gia là gia tộc không mạnh không yếu trong nguyệt hoa tinh mấy vạn năm qua không có khởi sắc đến thế hệ vương hào văn này hắn muốn cải biến hiện trạng sau khi vương á phi xuất thế thì hắn cảm thấy mộng tưởng có thể thực hiện vương á phi có thiên phú võ đạo kinh người tiềm lực vô tận vì hắn vương gia không biết bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu gần như đã táng ra bại sản cho hắn xương cốt cường giả viễn cổ lại mời một vị đại năng xuất thủ dung hợp xương cốt vào người vương á phi, trở thành một bộ phận của hắn. Bỏ ra cái giá lớn như vậy cũng không uổng phí, vương á phi hoàn mỹ dung hợp xương cốt, cũng từ đó đạt được một môn bí pháp tên là Huyết Thần Đạo, chính là tiên pháp chủ nhân xương cốt tu hành khi còn sống. Huyết Thần Đạo có 36 tầng, mỗi khi nắm giữ một tầng, chiến lực sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí nhiều hơn, nhưng cho dù thiên phú võ đạo của vương á phi kinh người, nhưng qua nhiều năm như thế hắn vẫn chỉ nắm giữ trước tam trọng mà tu thành tứ trọng luyện huyết thần đạo trước trúc cơ là hoàn mỹ nhất. Sở dĩ Vương Á Phi vẫn không có đột phá chú đỉnh, một là vì giải thi đấu lần này, thứ hai nha, cũng bởi vì không có tu thành huyết thần đạo đệ tứ trọng. Đương nhiên, đối ngoại khẳng định không thể nói nguyên nhân thứ hai. Hiện tại Vương Á Phi lâm trận đột phá, tu thành huyết thần đạo đệ tứ trọng, chẳng những có cơ hội lật bàn, càng tu trúc cơ tu đến viên mãn. Hai niềm vui liên tiếp, Vương Hào Văn khẳng định vô cùng ngạc nhiên. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, tiểu tử này chết chắc. Trong trận đấu, Vương Á Phi cũng sướng sờ, hắn tức giận thu được đột phá, bản thân hắn cũng không có ý thức được, bỗng nhiên kịp phản ứng thì hắn ngừng công kích. Oanh, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, hắn cảm giác mình cường đại không tưởng tượng nổi. Cái gì lăng hàn, chỉ một tay là chụp chết. Hừ, ta thật sự phải cảm tạ ngươi. Vương Á Phi từ tốn nói, hiện tại hắn cảm giác lực lượng đang dồn vào tay mình. Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi không ngừng tặng đồ cho ta, còn muốn cảm ơn ta đứa nhỏ này, bị đánh hư đầu, sai lầm, ngươi bây giờ cứ việc mạnh miệng đi, thời điểm ta tháo ngươi thành tám khối thì ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Vương Á Phi giống to một tiếng, tay phải bắt lấy tay trái và bỗng nhiên rút ra, toàn bộ tay trái bị hắn rút ra. Quỷ dị chính là nơi đứt gãy không có máu tươi chảy ra ngoài, hơn nữa xương trắng như ngọc, kỳ hình như kiếm, chẳng những có xương cốt sắc nhọn, hơn nữa còn rất lớn. Đây chính là xương cốt cường giả hắn dung hợp, qua nhiều năm như thế đã bị hắn luyện thành pháp khí, hơn nữa hoàn toàn dung hợp với bản thân là vì bản mệnh pháp khí sử dụng còn thuận tiện hơn pháp khí khác nhiều đây là huyết cốt kiếm ta dùng tinh huyết luyện hóa mà thành cho tới bây giờ không có người nhìn thấy vương á phi ngạo nghễ nói ngươi là người thứ nhất gặp qua nó cũng là người nó uống máu đầu tiên lăng hàn thở dài quả nhiên đầu óc của ngươi bị hư mất nơi này nói ít cũng mấy vạn người ai cũng thấy thanh kiếm này cũng không phải chỉ có hai chúng ta ai trí thông minh đáng lo vương á phi khó thở đến lúc này Lăng Hàn lại lại nhảy không dứt. Hắn cắn răng nói, chờ nó cắt từng khối thịt trên người của ngươi, ta hy vọng ngươi còn có thể miệng tiện như thế. Hắn giơ huyết cốt kiếm lên cao cao, một đạo khói đen bay ra khỏi cơ thể và sôi trào, hắn như hóa thành ma thần. Lăng Hàn mỉm cười, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Vương Á Phi, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chiếm lấy huyết cốt kiếm. Vương Á Phi sững sờ, kiếm bị đoạt sao? Tại sao ngươi lạnh mạnh như vậy? ta rõ ràng đã đột phá trong chiến đấu, đạt đến huyết thần đạo đệ tứ trọng, thực lực có tăng lên kinh người, tại sao Lăng Hàn tiếp cận và xuất thủ nhưng hắn không thấy. Thật buồn nôn, Lăng Hàn vốn định nghiên cứu cốt kiếm một chút, nhưng kiếm này là cánh tay, hơn nữa ngón tay còn đang động, liều mạng muốn tránh thoát khỏi tay của hắn, Lăng Hàn cảm giác buồn nôn không gì sánh được. ba Hắn ném cốt kiếm ra ngoài, cái này, tất cả mọi người thấy cảnh này ra mặt đều run rẩy có cảm giác nhức trứng giái. Thời khắc này trong nội tâm Vương Á Phi như có cả vạn con kiến đang cắn xé. Rõ ràng sử dụng Tuyệt Chiêu Bạo Phát, kết quả ở trước mặt Lăng Hàn như trò đùa. Đó căn bản không phải đối kháng cùng cấp bậc, giống như một đứa bé khí thế hùng hổ lấy ra các loại vũ khí đồ chơi tiến hành uy hiếp người lớn, nhưng người lớn xem như trò đùa. Trận chung kết không phải là thế lực ngang nhau đặc sắc vạn phần sao, vì sao lại là nghiêng về một phía như vậy? Nhìn trên đài, Vương Hào Văn như ăn phải con ruồi, khó chịu không chịu được. Nếu như có thể hắn nhất định xông vào trong chàng xé sống lăng hàn. Tại sao có thể như vậy? Vương gia bọn họ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên lên người vương Á Phi, nhưng khi gặp lăng hàn là người vô danh lại hoàn toàn biến thành trò cười. Chuyện này tuyệt không phải vương Á Phi không mạnh, mà là lăng hàn mạnh đến mức biến thái. Tại sao thế gian còn có yêu nghiệt như thế? Đây là trời cao muốn ngăn cản vương gia quật khởi sao? Vương Á Phi gào thét một tiếng, hắn vận dụng tiên cơ, đó một khối đá hình vuông màu bạc, phía trên có hoa văn cổ lão. Hắn sai khiến Tiên Cơ nện vào Lăng Hàn, trên mặt đầy bi tráng. Tiên Cơ là hạch tâm của trúc cơ, một khi tiên đạo cơ thạch bị hao tổn, cảnh giới của võ giả sẽ biến mất, thậm chí bị chém tới phàm cảnh. Bởi vậy sử dụng tiên cơ chiến đấu chính là đánh cược cuối cùng của võ giả. Lăng Hàn lạnh lùng, đấm ra một quyền, đánh vào tiên cơ. Bang, tiên cơ bị đánh bay, Vương Á Phi cũng trọng thương, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn liên kết với tiên cơ thành một thể không cần nhìn liền biết tiên cơ đã xuất hiện vết rách. Một quyền thật khủng bố, tiên cơ kiên cố, trong tiên cơ cùng dai, một quyền của Lăng Hàn có thể đánh tiên cơ xuất hiện vết rách, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Hắn cắn răng thu hồi tiên cơ về, lúc này lại tấn công Lăng Hàn. Đời này của hắn sống vì hôm nay, không thành thứ nhất, vậy hắn thả rằng bi tráng chết đi. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, hắn có chút bội phục quyết tâm của Vương Á Phi, nhưng nhân sinh của mình xây dựng trên một câu thưởng thức của kẻ khác là quá ngu xuẩn. Hơn nữa Vương Á Phi cũng không phải vật gì tốt, há miệng ngậm miệng đều nói giết hắn, cắt thịt của hắn, hắn hoàn toàn không có tâm đồng tình. Hắn lại đánh một quyền, tăng thêm một chút kinh, bành, Vương Á Phi và tiên cơ của hắn đều bị đánh bay, lúc này không còn cách nào bỏ dậy. chương 4218, Xích Độ Ý, chiến thắng đặc sắc, quá đặc sắc, người chủ trì lớn tiếng kêu lên, hiện tại, rốt cuộc xuất hiện người đứng đầu, đó chính là Lăng Hàn. Khi hắn giống to lên, trên đài cũng vang lên tiếng hoan hô như sấm. Lăng Hàn biểu hiện rất tốt, chấm rất vui mừng, phong làm xích độ ý, nhậm chức tại thiên vũ phủ. Nhìn trên đài truyền tới âm thanh cuồn cuộn, chính là đương kim hoàng đế thanh long hoàng triều mạnh vĩnh hoa. Lăng Hàn nhếch miệng nở nụ cười, hắn bị phong độ ý, có quan chức và nơi nhậm chức, tự nhiên có lý do đường hoàng rời khỏi hạt nhân phủ. Hắn chắp tay, nói, cảm ơn bệ hạ, ừm, nhìn trên đài, Mạnh Vĩnh Hoa lộ ra một vệt vẻ không vui. Đường lỗi bên cạnh vội vàng nói, bệ hạ, huyền bắc quốc nguyên thủy chưa khai hóa, quốc dân gặp hoàng đế đều chắp tay hành lễ. Mạnh Vĩnh Hoa lúc này mới thoải mái, cười nói, quả nhiên là dân ngoài vòng giáo hóa, về sau, huyền bắc quốc sẽ tắm rửa thánh ân của triều ta, tất nhiên sẽ từng bước khai hóa, sẽ không nguyên thủy lạc hậu như vậy. Đường lỗi cười nói, hắn biết đường nghiêm giao hảo với Lâm Hàn, mà Lăng Hàn cũng có giá trị kết giao cho nên mới nhiều lần giải vây thay Lăng Hàn. Ha ha ha, Mạnh Vĩnh Hoa cười to, lộ ra dáng rất vui vẻ. Nhìn trên đài, có người hưng phấn kêu to, nhưng cũng có người thất lạc không gì sánh được, bởi vì bọn họ đánh bạc đều áp lên người Vương Á Phi, mong hắn có thể chiến thắng, không nghĩ tới Vương Á Phi chẳng những không có thắng, ngược lại bị bại thê thảm như vậy, nói là bị lừa thảm rồi. Còn có cắt xương, mặt đen thui như sắp chảy ra nước hắn vốn không trông cậy vào vương á phi giết chết lăng hàn báo thù cho mình nhưng ai có thể ngờ vương á phi lại bị đánh thảm như thế còn cái gì đệ nhất cao thủ trúc cơ cũng chỉ là chém gió trong yến tiệc hoàng thất sắc mặt mạnh dương thành khó coi không gì sánh được hắn tự nhiên nhận ra lăng hàn lúc trước vì tranh đoạt cơ duyên phật tộc hắn đã ra tay đánh nhau với lăng hàn nhưng kết quả kém chút bị giết nếu không phải có mấy thủ hạ liều mạng ngăn cản thay hắn thì hắn đã sớm chết đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận nhưng thật ra hắn đã hút khô bí lực của mấy thủ hạ tiểu tử này đúng là to gan lớn mật lại còn dám chạy tới nơi này hắn hận không thể lập tức đi giết lăng hàn nhưng bây giờ có thể làm gì hơn nữa lăng hàn còn bị mạnh vĩnh hoa chính miệng phong quan tước nếu hắn dám ra tay mất đi tư cách người thừa kế là việc nhỏ nghiêm trọng có khả năng sẽ bị xử tử với tính cách hỉ nộ vô thường của mạnh vĩnh hoa việc này cũng không phải là việc không có khả năng cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhấn nhưng hắn đã phát hiện lăng hàn thời gian kế tiếp hắn tuyệt đối không cho phép lăng hàn dễ chịu thẳng đến khi đối phương chết đi mới thôi trận chiến đấu này kết thúc nhưng thọ yến của mạnh vĩnh hoa vẫn chưa kết thúc kế tiếp còn có chú đỉnh cảnh quyết chiến còn có sứ đoàn các quốc gia hoạt động tóm lại ít nhất phải nháo đến rạng sáng mới kết thúc lăng hàn không sao cả hắn về phòng nghỉ rất lâu sau đó đường nghiêm mới đến tìm hắn thì ra giá trị vũ lực của ngươi lại cao như thế hắn đấm nhẹ một quyền vào ngực lăng hàn sao không nói sớm một chút, hại ta lo lắng lâu như vậy. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta đã sớm nói rồi, bảo ngươi không cần lo lắng, ngươi nhất định phải quan tâm việc này. Được được được, là lỗi của ta còn không được sao. Đường nhiên cười nói, tâm tình của hắn phi thường tốt, Lăng Hàn thu được thứ nhất, còn được ngự phong quan chức, lần này tông nhân phủ còn dám trông coi Lăng Hàn sao. Ngày mai ngươi phải đi nhậm chức, có cần ta tiễn ngươi hay không? Hắn hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, ngươi làm tiểu hầu ra cũng không phải người rảnh rỗi không thể chuyện gì cũng làm phiền ngươi được trở về lại tìm ngươi uống trà đường nghiêm gật gật đầu ngược lại lăng hàn đã ra khỏi hạt nhân phủ thành người tự do muốn tụ tập cũng đơn giản sau khi thọ yến kết thúc lăng hàn trở về hạt nhân phủ mới vừa vào cửa đã có rất nhiều người đi lên chúc mừng hắn thì ra tin tức hắn được mạnh vĩnh hoa phong quan đã truyền khắp đế đô cho dù là hạt nhân phủ cũng không ngoại lệ châu bò nhìn xem Tất cả mọi người còn đang làm hạt nhân nhưng Lăng Hàn đã được Hoàng đế đương triều ngự ngụm thân phong, làm tới quan, tranh lệch lớn như trời. Dạng người này nhất định phải giao hảo, không nói cái khác, có mấy ngày tự do cũng tốt. Tương phản, sắc mặt đám người liếu huân vũ khó coi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lăng Hàn. Bọn họ làm sao có thể nghĩ tông nhân phủ cũng không ngăn cản được Lăng Hàn quật khởi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn Lăng Hàn càng ngày càng mạnh, một thiên tài đan đạo có thể luyện chế hóa cơ đan, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Lăng Hàn nhìn lướt qua mấy người khác, căn bản khinh thường dừng lại, hắn cần quan tâm đám người này sao? Hắn tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, sau đó liền hiên ngang đi ra ngoài. Lăng đại nhân, đương nhiên thủ vệ ở cửa không ngăn cản, ngược lại tràn ngập nịnh hót chào hỏi. Người trẻ tuổi này thật sự quá ghê gớm, lúc này mới bao nhiêu ngày đã đi ra khỏi hạt nhân phủ, tương lai nói không chừng có thể phong hậu bái tướng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Ở phía sau hắn bốn người liễu huân vũ triệu tiếu hàn băng đàm chính kiệt đưa mắt nhìn hắn sắc mặt băng hàn đến sắc chảy ra nước làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn trưởng thành đàm chính kiệt không cam lòng nói ra người có năng lực ban đêm đi ám sát hắn liều đồng quy vô tận với hắn đi hàn băng ngồi châm chọc nói người không phải vẫn nói muốn máu chảy đầu rơi vì liễu tỷ sao đây không phải cơ hội vô cùng tốt sao gương mặt đàm chính kiệt lập tức suy sụp đầu tiên hắn căn bản không muốn chết thứ hai cho dù phấn đấu quên mình cũng không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn, có đi cũng chịu chết mà thôi. Đều bất tranh cãi, Liễu Huân Vũ không vui nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể nhìn hắn chạy đi như vậy. Triệu Tiếu và Hàn băng nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu, Lăng Hàn hiện tại đã không bị khống chế, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi Thiên Vũ Phủ ngủ cùng sao? Thiên Vũ Phủ là bộ môn quản lý an toàn của đế đô, mà đế đô rất lớn, bởi vậy Thiên Vũ Phủ cũng thiết lập rất nhiều phân bộ, tất cả đều quản hạt một khu vực nhỏ. Lăng Hàn được ngự phong làm xích độ ý, đây chính là chức quan nhỏ bát phẩm, làm đầu mục phân bộ thiên vũ phủ còn không đủ tư cách. Hắn bị phân phối đến phân bộ bình phục khu, đầu mục phân bộ là một độ ý thất phẩm, tên là Nhan Nhạc Sinh, sau khi gặp được Lăng Hàn liền bổ nhiệm hắn làm một tên đội trưởng phân bộ, nhưng bởi vì trước đó cũng không có chức đội trưởng cho nên Lăng Hàn hiện tại làm đội trưởng cũng chỉ có một mình, dưới tay không có một người. Long ngõ phát sinh án mạng, giao cho ngươi. Nhan Nhạc Sinh ném mọt hồ sơ vụ án cho Lăng Hàn. Ngày đầu tiếp cương vị đã có nhiệm vụ, Lăng Hàn cũng không có chối từ, hắn tiếp nhận hồ sơ và lật xem. Đế Đô phát sinh án mạng, tính chất người phần ác liệt, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, không thể bắt được hung thủ thì ngươi liền tự mình từ chức đi. Nhan Nhạc Sinh cho Lăng Hàn một thời gian chết. Chương 4219, tra án, không phải đang ép buộc sao? Lăng Hàn không có thủ hạ, hơn nữa mới đến, hắn làm sao có thể phá án? Làm sao phá Lăng Hàn nhìn về phía nhan nhạc sinh, thầm nghĩ chính mình không thù không oán với hắn, vì sao chuyện này rơi vào đầu của hắn. Việc này không phải là ra oai phủ đầu, mà là muốn hắn phải cút đi. Nhưng mà, ha ha, Lăng Hàn ngẩng đầu lên, cười nói, tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi đi đi, nhan nhạc sinh phất phất tay, nói, nắm chặt thời gian, dù sao mạng người quan trọng, một ngày không bắt được hung thủ, nói không chừng sẽ có thêm người bị hại. Lăng Hàn gật gật đầu, cầm hồ sơ vụ án rời đi. Sau khi nhan nhạc sinh nhìn Lăng Hàn rời đi, hắn mở liên tiếp khí ra, nói. Mã đại nhân, ta đã làm theo ý ngươi, đã giao vụ án cho hắn. Thời gian là 10 ngày, hắn tuyệt không có khả năng bắt được hung thủ, ta lập tức ép hắn từ chức. Lăng Hàn lật hết hồ sơ vụ án, lộ ra vẻ suy nghĩ. Kỳ thật sự việc phát sinh án mạng cũng không phải mới diễn ra trong thời gian gần đây, nó đã có 7 vụ xảy ra trước, hơn nữa tập trung phát sinh trong nửa tháng. Án mạng đầu tiên phát sinh vào nửa tháng trước, vụ thứ hai 10 ngày trước, vụ thứ ba là 7 ngày trước, sau đó càng ngày càng dày đặc, 4 ngày gần nhất, mỗi ngày đều có một vụ án mạng phát sinh. Những vụ án mạng này đều bị nhận định là cùng một hung thủ, bởi vì người chết đều bị hút khô máu huyết trong người. Quỷ dị chính là, ở gần thi thể không phát hiện máu tươi. Lăng Hàn lập tức xuất phát, hắn đi tới địa điểm xảy ra vụ án đầu tiên. Đây là nam nhân sống một mình, hơn 30 tuổi, thi thể tự nhiên đã sớm bị mang đi, hơn nữa bởi vì hắn cũng không có người thân, nơi này trống rỗng, tràn đầy vắng vẻ và quạnh quẽ. Lăng Hàn đi dạo trong phòng một vòng, nơi này bày biện 10 phần đơn giản, hơn nữa 10 phần loạn, nhưng cũng không phải là đánh nhau phát sinh lộn xộn, mà là không chú ý thu thập nên rối loạn. Hắn không ngừng đi vòng vòng, hắn không có tìm được bất cứ manh mối gì. Nhưng mà cũng không sao, Lăng Hàn lấy Ngọc Thiềm thử ra, hiện tại hắn đã có thể sử dụng món bảo vật này hoàn mỹ. Hắn đặt Ngọc Thiềm thử lên đất một lúc, sau đó thu lại và ra khỏi phòng, đi tới nơi người thứ hai bị hại người chết nhà này cũng không phải là độc thân còn có một nam tử người chết chính là thê tử của hắn ngươi là ai thấy lăng hàn đi vào trong phòng nam nhân kia liền vội hỏi lăng hàn cười cười ta là người thiên vũ phủ đến điều tra tình tiết vụ án thê tử ngươi lại là điều tra nam nhân kia thầm nói các ngươi năm thì mười hỏa tới điều tra nhưng không có một kết quả các ngươi chơi cái gì yên tâm trong vòng ba ngày ta tất trả lại cho ngươi một công đạo Lăng Hàn từ tốn nói, nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn, trên mặt lộ ra biểu lộ không tin. Ngươi nói đùa cái gì, trước đó vẫn đưa đẩy thoái thác, đi hỏi tiến độ một chút đều là trong quá trình tra án, ngươi lại đột nhiên nói ba ngày liền có thể tìm ra hung thủ. Người này có lừa đảo hay không? Lăng Hàn mỉm cười, ta cũng không phải lừa đảo, ngược lại chờ ba ngày là ngươi sẽ biết, hắn lấy ngọc thiềm thử ra, bắt đầu rút khí thức nơi này. Cách sử dụng ngọc thiềm thử vô cùng đơn giản, chính là hấp thu mùi trước, sau đó liền có thể phát ra khí tức truy tung hung thủ Nhưng mà lang hàn so sánh một chút Có nhiều đến 11 đạo khí tức là trọng hợp Phần lớn hẳn là người thiên vũ phủ Nhưng trong đó có hung thủ lưu lại hay không Lang hàn không thể khẳng định Bởi vì mùi có thể bảo lưu bao lâu là điều kiện tiên quyết Tỷ như phải chống trải tỉ như không khí lưu động Tỷ như nhiệt độ Có lẽ mùi của hung thủ đã sớm biến mất Như vậy toàn bộ 11 đạo khí tức này là người thiên vũ phủ lưu lại hắn rời đi, đi tới nhà người bị hại thứ ba. Lần này khí thức giống nhau chỉ còn bảy đạo, Lăng Hàn bỏ ra thời gian nửa ngày mới tìm được bảy đạo khí thức này, lợi dụng Ngọc Thiềm thử nhớ kỹ rất nhiều khí thức. Sau đó hắn về phân phủ, cũng gọi bảy tên bộ khoái đã đi tới hiện trường gặp mặt. Lăng đội trưởng, người không hỏi một tiếng đã gọi thủ hạ của ta tới, có chút không hợp quy củ cho lắm. Có người lập tức tìm tới và kháng nghị Lăng Hàn, cái này phân phủ hết thảy có 13 cái tiểu đội, người này là thứ 4 tiểu đội trưởng. Lang Hàn cười cười, chỉ mượn một phút đồng hồ, hắn dùng ngọc thiềm thư hấp thụ khí thức trên người đối phương, sau đó liền phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Ngươi là có ý gì? Đội trưởng thứ tư bất mãn nói một câu, gọi thủ hạ của hắn tới, sau đó chỉ gặp mặt là đuổi đi, chơi ta sao? Hắn chính là người của ta, Lang Hàn lạnh lùng nhìn hắn một lúc và nói, ta đang tra án, ngươi lại kéo chân sau ta, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với hung thủ? Ngươi ngậm máu phun người, đội thứ tư đội trưởng chỉ vào lăng hàn và kêu lên hắn không thể bị chụp mũ được nếu không hắn chẳng những sẽ mất cái mũ thậm chí còn bị cực hình vậy thì ngậm miệng không nên ngăn cản lăng hàn lạnh lùng nói một câu đội trưởng thứ tư bị khí thế của lăng hàn áp bách quên cả phản bác đợi tới khi hắn lấy lại tinh thần thì đỏ mặt mọi người đều là đội trưởng hơn nữa người chỉ có một mình còn dám hung dữ với ta lăng hàn lại gọi một người tới so sánh khí tức của hắn rất nhanh hắn đã ghi chép tất cả khí thức của mọi người một lần. 13 tiểu đội trưởng đều khó chịu cực kỳ, Lăng Hàn căn bản không có bắt chuyện với bọn họ, trực tiếp bảo người tới đây, không biết hắn làm cái gì. Cũng mặc kệ là chuyện gì, tay của người kéo quá dài rồi. Những đội trưởng kia bình thường cũng không thiếu tranh quyền đoạt lợi với nhau, kỳ thật quan hệ rất tệ, nhưng bây giờ bởi vì quan hệ với Lăng Hàn cho nên những người này đứng chung với nhau. Không thể cứ tính như thế, đúng, nếu không tiểu tử này sẽ xem chúng ta dễ khi dễ, muốn cưỡi lên đầu chúng ta tới. Đến cho hắn giáo huấn, những tiểu đội trưởng này nhao nhao gật đầu, sau đó đi tới tìm Lăng Hàn. Lăng đội trưởng, đến luận bàn một chút đi, có người cười nói, đúng, chúng ta đi luyện võ tràng, lập tức có người phụ họa, đúng đúng đúng, luận bàn một chút tăng tiến tình cảm. Lăng Hàn nhìn 13 người một chút, hắn cười nói, thật muốn luận bàn, thế nào, Lăng đội trưởng không dám, có người khích tướng, được đi thôi một đoàn người đi tới luyện võ tràng những bộ khoái phổ thông vội vàng đi theo xem náo nhiệt các ngươi nói vị này đội trưởng mới có thể tiếp được mấy trận có bộ khoái tò mò hỏi nhiều nhất ba trận có người cười nói năm trận đi lại có người nói đúng lúc này có người ung dung nói những đội trưởng này có cùng đi lên một lần cũng không đủ cho lăng đội trưởng đánh sau khi im lặng một lúc liền có tiếng cười rộ vang lên làm sao có thể chứ chuyện cười lớn Chẳng lẽ các ngươi không biết vị đội trưởng mới này chính là nam nhân đánh bại vương á phi trên Thảo Yến của bệ hạ hôm qua, đoạt được danh hiệu trúc cơ mạnh nhất sao? A à.